Chào mừng mọi người quay lại với podcast Skate Talk với mình và Đan. Hôm nay là tập thứ thứ ba, tập thứ tư chứ xin lỗi, tập thứ tư nhưng mà tập số ba. Cái số với thứ tự này nó khá lẫn lộn với nhau cả. Thì hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt, đó là Tống Cẩm Vũ. Vũ là vận động viên trực ván tại kỳ SEA Games năm 2019, phải không Vũ? Đúng rồi, 2019 tại Philippines. Yeah, tại Philippines. Thì đây sẽ là đánh dấu là tập đầu tiên mà chúng ta có được khách mời lên cái podcast này. Thật ra đây cũng là một cái kế hoạch mà mình với Đan cũng đã kiểu trao đổi với nhau ngay từ đầu khi mà làm cái podcast này, đó là quyết tâm là phải có khách mời lên đây mới được. Kiểu thưa sẽ có khách mời thôi. Thì hôm nay rất là vui tại có Vũ tham dự của bọn mình trong cái tập này. Tôi rất vinh dự khi được tham gia trong podcast lần này với mọi người. Yeah. Thì cũng lâu rồi mới được nói chuyện lại với Vũ. Thì lần cuối gặp Vũ là không nhớ lầm là vào tháng 11 năm ngoái thì phải. Lúc đó là ông đang đi quay cho cái video của Lenin đúng không? Đúng rồi, từ đấy đi quay cho Red Bulls thì có gặp mọi người, có gặp Điền, có gặp chị Trang Hoàng và anh Green. Thì đấy, cô nhớ đợt hôm đấy là mọi người hình như không nhớ là Điền có đi ăn chay của mọi người không, nhưng mà hôm đấy tôi nhớ là đi ăn chay cùng tất cả mọi người xong rồi mới ra bầu trượt. Không, đó là cái lần đó, tại vì tôi đang bận đi đi quay cho một cái series khác cho nên có mọi người có gọi mời tôi đi nhưng mà tôi không đi. Hình như đó là cái lần đầu tiên, đó là ông vô ông quay xong rồi có một cái đợt thứ hai ông vô để ông giữ cái vô tiệc gala đó, đó là lần cuối tụi mình gặp nhau. Lần đó có Đan nữa. Cái lần hai đấy là cái lần mà Vũ vào Sài Gòn cùng anh Sơn với cả mình, là kiểu mấy anh em đến Question More xong dạy trượt đấy. Đúng rồi nhỉ, đúng rồi. Thật ra sáng hôm đó là có gặp cả Vũ với Sơn luôn. Đúng rồi. Xong rồi ngày tiếp theo, cái lần tiếp theo vô Sài Gòn là đi hôm gala đó, là lúc đó có ra bù chơi với Vũ nhưng mà không có anh Sơn. Lúc đó có Đan nhưng mà lúc đó là tại vì tôi chưa có nói chuyện với Đan bao giờ cả. cái đợt đấy là sang hình như là tháng 12, là đợt đấy là đi quay cho Lenin. Lenin, đúng rồi, đâu phải Lenin. Bây giờ, tới đến bây giờ là tháng thứ 3 đang giãn cách tại Sài Gòn rồi. Wow. Hà Nội thì đã mở cửa lại, mọi người được rong rêu ngoài đường, đi chơi, khá là vui. Thấy anh em đăng story đi vui quá, cái mình cũng ghen tị quá. Sài Gòn thì sắp được ok lại rồi, mong thế. Cũng mở như mọi người cũng đang kiểu dần dần đi. Chung mọi thứ đang diễn ra khá là điên trong thời gian này. Ừ, mà hy vọng là mọi thứ ổn sớm. Thì hôm nay rất là vui tại vì có Vũ tham dự ở tập này. Thì giới thiệu cho các bạn nào đang nghe về Vũ một chút. Vũ là một trong những người trượt khá là tốt ở Việt Nam. Và trong năm 2019, như vừa nãy bọn mình đã có giới thiệu, Vũ có cơ hội được tham dự SEA Games thứ 30 tổ chức ở Philippines, tham dự bộ môn trượt ván. Yes. Cụ thể hơn thì là thi phần thi street skateboarding ở trong SEA Games tại Philippines 2019. Thì Vũ trong trong từ lúc mà Vũ đi trượt đến bây giờ cũng khoảng được 10 năm rồi đúng không? Không đến, chắc là 8 năm, gần 9 năm và nghỉ 1 năm. Tại vì lần đầu tiên tôi biết đến Vũ là hồi năm 2015 hay là 16 gì đó. Lúc đó là Sài Gòn up cái video mà sponsor của ông á. Mãi ông biết tôi từ đợt đấy cơ. Đúng rồi, tôi biết ông từ hồi ra cái video đó. Lúc đó là ông đã trượt rất là hay rồi. Cho nên tôi đoán là ông đã trượt trước đó cũng cả mấy năm nữa. Tôi bắt đầu trượt đúng là từ năm, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 2010, cuối 2013. Cuối 2013 thì tôi bắt đầu trượt. Tại lần đầu tiên tôi biết đến ông là khi mà cái tên của ông vẫn là Jimmy Vũ. Đúng rồi, hồi đấy thì mọi người gọi tôi Jimmy nhiều quá, xong rồi tôi để tên Jimmy Vũ luôn, ở đấy biệt danh Jimmy Vũ. Cái tên đó vẫn dính với tôi đến giờ, kiểu đến giờ tôi nhắc đến Vũ tôi vẫn gọi là Jimmy Vũ. Và thực ra đa số anh em Sài Gòn mà biết đến ông thì cũng vẫn gọi ông là Jimmy Vũ luôn. Vui phết.
tôi kiểu có tôi vẫn nhớ có cái lần hình như cũng là một cái đợt đi thi Red Bull trước năm 2019 ấy, đợt mùa hè ấy. Xong rồi có người kiểu hỏi tôi kiểu tại vì tôi đợt đấy tôi đăng ký tên là Cầm Vũ, người hỏi tôi là tôi có phải là Jimmy Vũ không, tôi bảo là không ạ, tôi bảo là tôi chỉ là một người anh em thôi. Sinh đôi. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp Vũ ngoài đời luôn á. Đó là cái hôm đi quay Red Bull đó đó. Lần đầu tiên gặp Vũ ngoài đời luôn. Hình như lần đấy là lần tôi gặp Điền, tôi nhớ là tôi thấy Điền với Ngọc với cả những người mà tôi nhớ ấy, thì tất nhiên là có mấy anh em lần đầu tiên gặp Điền với Ngọc. Yeah, đúng rồi. Ở Sài Gòn á, lần đó là gặp gặp Vũ. Xong rồi tháng hôm sau tháng 10 năm 2019 là cũng tôi cũng có ra Hà Nội để mà quay tiếp cho Red Bull ngoài Hà Nội luôn. Đợt Đó. đấy ra với cả chị Trang các thứ nhỉ? Có chị Trang đó. Đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi có chụp một bức cho Vũ ở tượng đài Lenin, mình sẽ để lên để lên màn hình cho mọi người xem. Đấy. Cái đợt Red Bull đó nó vui phết. Ừ, vui thật. Ở Sài Gòn Hà Nội, Hà Nội vào Sài Gòn. trong 2 ngày mưa ở Sài Gòn á, hai ở 12 ngày tổ chức ở Sài Gòn là ngày nào cũng mưa tầm tã cả. Thật bẩn vãi. Kiểu cái kiểu mưa ở đấy kiểu cái sân đấy bị nhiều 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 cỏ với cả đất ấy. Hơi bùn. Bước ra cỏ rồi mà bước lên cái sân lại rồi nó có ướt, nó dơ, nó ướt, nó dơ. Nhưng mà vui, Vui, vui. siêu vui luôn, kiểu không được trượt, kiểu hoàn toàn là cái sẽ không được, thời tiết không đẹp để trượt nhưng mà mọi người kiểu Mọi người have fun. True. Đó là cái tinh thần của trượt ván, là chúng ta chỉ have fun thôi. cái đợt đấy kiểu tôi từ đấy tôi cũng kiểu tôi vào tôi gặp kiểu tất cả mọi người ấy, tôi kiểu rất rất là vui luôn ấy. Vui vãi. Rồi cái ngày thứ hai ở khi mà kiểu gần đến lúc mà trao giải có kết quả rồi, là có một cái khoảnh khắc của Vũ mà có lẽ là tôi với lại mọi người đã có mặt ngày hôm đó sẽ nhớ mãi, đó là cái lúc mà ông nhảy từ cái rail xuống cái ram. Đúng rồi. Yo, kiểu tôi đã lên tôi tôi đã đã chơi chơi thử thử cái cái ram ram đó, đó, nó nó rất rất là là khó khó để để mà mà đi đi xuống xuống luôn, luôn, tại tại vì vì nó hơi nó gắt ở gắt ở phía phía dưới dưới đó, đó, nhưng nhưng mà mà ông ông like like what the what fuck. the Nhưng mà tôi kiểu là như này, đấy là hôm kiểu hôm cuối cùng trượt, đúng không? Hôm ấy, tôi nhớ là hôm thứ hai đấy, là ngày cuối cùng contest đấy, mà kiểu kiểu gặp mọi người ấy, xong rồi vui quá ấy. Thế là bị sung ấy, chơi luôn ấy, kiểu Trời luôn. chơi chơi luôn ấy, mọi người kiểu support tôi vãi chưởng luôn, kiểu nhá, mọi người kiểu cởi áo ra xong rồi tìm khăn để lau khô ở chỗ đấy cơ, vãi chưởng như thế. Tôi nhớ mãi khoảng khắc đấy luôn, kiểu bao nhiêu anh em kiểu cổ vũ xong rồi lau khô chỗ ấy, khô cong luôn, cho dù trời mưa rất to luôn, lau khô cong luôn ấy. Và đó là cái pha điên nhất, có lẽ là trong trong cả cái giai đoạn tổ chức ở Sài Gòn đó. Mà tiếc rằng nó không phải là trong lúc làm line hay là làm best trick À, tôi kiểu what the hell, ha. Tại cú đó mà làm trong best trick là phá cháy luôn nhưng mà thôi, kiểu người ta thường hay nói là những khoảnh khắc thật. kiểu bất ngờ, những khoảnh khắc vui nhất là hay đến từ những thời điểm bất ngờ nhất, và có lẽ là lúc đó là khi trời mưa. Chỉ có lúc trời mưa thôi. Không biết tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ là tôi đó là từ đấy ấy, thì tôi thử luôn đi, In the what moment, in zone. the hell, dị phết. True. Tại vì cái ngày hôm đó là điên rồi, Vũ làm cái trick đó nó còn nó điên hơn nữa. Quay lại chủ đề chính thì mình có cơ hội được biết Vũ một thời gian khá là lâu rồi, từ lúc mình mới trượt. Được biết Vũ qua những cái video hướng dẫn, những cái trick cơ bản trên YouTube này. Rồi những cái video khác nữa được đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Thì đối với bản thân mình, Vũ là một trong những người, một trong nhiều người trượt rất là tốt ở Việt Nam. Hôm nay Vũ lên đây với bọn mình để nói và bàn luận về một số vấn đề xoay quanh chủ đề tài trợ. Tài trợ trong trượt ván và những cái điều liên quan đến chủ đề các hãng trượt này, và những cái việc làm thế nào để có cơ hội xin tài trợ tốt hơn. Ok. Thì mình sẽ đi nói chuyện về những cái chủ đề đó trước. Nó thì có một cái câu hỏi này là tôi muốn hỏi Vũ Ok. là trong cái video mà giới thiệu của ông á, khi mà ông được tài trợ bởi tại Sài Gòn với lại hình như là BD đúng không? BD hay Nomad ta? Nomad ở đây chứ, Nomad.
là đây là Nomad đó. Thì tôi đang thắc mắc là khi mà muốn làm một cái dạng như là một cái video xin tài trợ đi ha đó, thì trong đó nó có hoàn toàn là phụ thuộc vào cái khả năng, cái kỹ năng của mình không, kiểu nó chỉ dựa trên đó thôi không, là nó có cái yếu tố gì khác để mà kiểu giúp mình nhận được tài trợ không? Cảm ơn Điền đã hỏi câu đấy, câu ấy rất là hay. Thì đúng cái vấn đề mà tôi muốn đề cập ấy, thì trong một cái video để xin tài trợ thì yếu tố mà trượt tốt và thể hiện được những cái khả năng bản thân của mình, những khả năng mà mình trượt ở địa hình nào thì nó cũng là một phần rất là quan trọng. Và thêm vào đó nữa thì ngoài ngoài cái việc là khả năng trượt ra, thì tài trợ kiểu cái vấn đề tài trợ đây thì là không đơn giản chỉ là một cái hãng hay là một cái skate shop nào đó hỗ trợ cho skater. Cái này là sẽ là hướng là sẽ kiểu có lợi cho hai bên. Ok, kiểu ví dụ như nhà tài trợ sẽ tài trợ cho skaters và skaters cũng phải làm gì đó để có thể hỗ trợ được cho cái nhà tài trợ. Đơn giản như kiểu là có thể kiểu support về mặt hình ảnh cái gì đó. Thì về mặt hình ảnh thì ngoài việc trượt tốt ra thì còn phải có một cái thái độ tốt. Nói ví dụ như một có rất nhiều hãng như của Baker, Nike SB hay là Vans, thì mỗi hãng có một cái hình ảnh đại diện của cái hãng đấy khác nhau. Ví dụ như Baker thì mọi người chơi rất điên, kiểu khô máu luôn ấy. Đấy, còn mấy hãng khác cũng vậy, nhưng mà mấy hãng khác họ sẽ không thể hiện nhiều cái sự kiểu gọi Raw, là the gì nhỉ, real. ở nổi loạn như kiểu Baker chẳng hạn. Ví dụ như Nike sẽ không không thể hiện cái sự nổi loạn mà phóng khoáng nhiều như Baker chẳng hạn. Thì đấy, nhưng dù hai cái brand đấy khác nhau nhưng mà họ vẫn sẽ có chung một cái có một cái chung để hướng đến, đó chính là sự tích cực để ở đây là tích cực hỗ trợ cho cái cộng đồng trượt ván ấy. Vậy là kiểu cái style trượt nó cũng sẽ kiểu phụ thuộc một phần vào đó, vào cái việc là mình được nhận vào cái hãng nào đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ngoài cái việc cân nhắc cái trình độ của mình này, trình độ trượt của mình này, thái độ này, thì mỗi cái style trượt cũng sẽ phù hợp với những cái hãng khác nhau. Có những cái hãng thì sẽ có đa dạng các kiểu trượt. Phần lớn bây giờ thì các hãng lớn thì sẽ có đa dạng tất cả các kiểu kiểu trượt, nhưng mà vẫn sẽ có một cái gì đó riêng. Kiểu mỗi hãng sẽ có một cái style riêng và kiểu Đúng rồi. những người mà được nhận tài trợ họ cũng sẽ follow theo cái style đấy đúng không? Đúng rồi, thường thì họ sẽ kiểu là họ đã có cái style đấy trước, và họ ở đây họ không phải là kiểu theo mọi người mà họ chỉ là gắn kết thôi, họ kiểu tìm thấy những người giống mình ấy Đúng đó, rồi. thì họ theo. Chắc là tôi cũng sẽ giới thiệu qua trước về 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 tài trợ, quên mất không giới thiệu trước, thì tôi sẽ giới thiệu qua xem là tài trợ là như thế nào, tài trợ là gì. Thì tài trợ thì là sự hỗ trợ cho skater bằng có thể là vật phẩm hoặc là một khoản phí nào đó phù hợp nhằm hỗ trợ cho skater và phần nào đó để hỗ trợ cho cái cộng đồng trượt đấy. True. Đó là cái mục đích của việc sponsor, nó là nhắm vào cái việc là phát triển đối với cái cá nhân đó hoặc là một cái cộng đồng nói chung, để kiểu giúp họ đi lên trong cái mặt về trượt ván thì có kiểu. Còn cái việc ý nghĩa theo tôi thì cái việc tại sao cần phải tài trợ thì tôi nghĩ đó chính là kiểu mục đích chính là để kiểu hỗ trợ và nâng cao giá trị của cái skater đấy, và như cái ý trước là phần nào đó hỗ trợ và phát triển cái cộng đồng trượt ván ấy cho mạnh hơn. Kiểu các hãng họ sẽ thấy những cái bạn này, các bạn ấy xứng đáng, những cái đối tượng nhất định, các bạn xứng đáng trượt cho hãng, và kiểu hãng họ hoặc là cái shop họ tạo cơ hội cho các bạn ấy phát triển trong cái sự nghiệp trượt của các bạn. Đúng rồi. Thì trong tài trợ thường bên ngoài sẽ Ừ. có 3 kiểu. Thì kiểu thứ nhất sẽ là flow, kiểu thứ hai là em viết tắt cho amateur tức là nghiệp dư, còn kiểu thứ ba đấy là pro là chuyên nghiệp. Professional. Thì Vũ có thể chia sẻ thêm về những cái thể loại này cụ thể hơn không? Như kiểu Ok. flow là gì hay là em là gì?
Cái so, ba cái thể ba cái kiểu tài trợ chính thì cũng gần giống như kiểu là ba cái level ấy. Thì flow chủ yếu chắc là sẽ giới thiệu về flow trước, thì một cái skater nào mà flow flow trong một cái shop thì sẽ kiểu chưa phải là chính thức, chưa chính thức, thì giai đoạn này là giai đoạn gần như kiểu là cả bên nhà tài trợ và skater này đều hứng thú với việc là nhận tài trợ và tài trợ cái skater đấy. Thì skater thường sẽ trong thời gian này thì sẽ có ví dụ như kiểu là nhận đồ hỗ trợ từ cái hãng này và có đi quay phim đấy. Sau đó thì đến là am a hay là amateur, là nghiệp dư. Thì amateur này thì sau một thời gian flow thì cái brand này sẽ cân nhắc, thường thì là một cái hãng này sẽ cân nhắc và sẽ chọn lọc những cái bạn flow đấy để làm amateur cho cái hãng đấy. Thì khi mà lên amateur thì có những cái hãng họ sẽ tài trợ thêm ngoài ngoài cái việc là những cái vật phẩm, những cái đồ để trượt, thì có thể hỗ trợ thêm một khoản phí để hỗ trợ cho cái skater đó. Vì khi mà lên am thì không như flow nữa thì cái người trượt đấy dành khá nhiều thời gian, cũng không phải là không quá nhiều nhưng mà cũng khá nhiều thời gian để trượt. Thế nên là tôi nghĩ là kiểu hỗ trợ một phần nào đó phí cũng là cái phù hợp ấy, vì cái thời gian đấy cũng vì người ta cũng dành khá là nhiều thời gian cho trượt đấy. Kiểu người ta vào đội hình chính thức ấy. Ừ đúng rồi, khá chính thức. Xong rồi còn pros thì hay là professional thì là người trượt chuyên nghiệp. Thì làm sau khi trượt arms, sau khi là nghiệp dư trong cái team, trượt nè, quay phim nè, tham gia nhiều cái hoạt động cùng nhau, thì hãng sẽ không, thật ra cái pros này ngoài cái việc tham gia và tham gia cái hoạt động cùng nhau nữa thì tôi nghĩ còn cân nhắc rất là nhiều yếu tố ấy. Vì khi mà lên thành đúng rồi, vì khi mà lên đến khi lên đến chuyên nghiệp rồi thì một cái brand họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều, vì vì cái cá nhân đấy sẽ là đại diện cho cái hãng của họ. Hoặc là cái hình ảnh thay mặt cho cái brand đó để mà kiểu đi khắp mọi nơi kiểu vậy. Trượt này khi ở ngoài đời này đi thi này các thứ, thì cái khi mà để mà lên pro thì nó có rất là nhiều yếu tố cần được cân nhắc. Thì ngoài chắc chắn là có việc là cung cấp đồ trượt, pro sẽ được cung cấp đồ trượt từ các hãng này, và ngoài ra thì sẽ nhận được một phần, ngoài ra thì sẽ được trả lương như là một công việc luôn đấy. Và có một số pros thì họ sẽ kiểu tôi không rõ, có thể là khả năng của họ tốt, hoặc là tầm nhìn chung là thái độ tốt, hoặc là và khả năng tốt, thì họ sẽ có mấy cái pro model riêng, ví dụ như kiểu là những cái deck riêng. Deck deck thì như lên pro ai cũng có, còn giày, ví dụ như giày các thứ thì tôi nghĩ là chỉ có một số người thôi, lên pro thì mới có giày. Cái giày thật ra rất là khó rồi mà thấy ai kiểu được Đúng rồi để được design, được sản xuất một cái đôi giày cho riêng họ luôn. đúng rồi Kiểu giày khá đặc trưng. Thật ra thì tôi thấy là cái hãng mà nó làm liên tục cái việc mà làm cái đôi giày dành riêng cho pro skater là Adidas thôi. Ừ đúng rồi, nhiều đúng không? Rất là nhiều đa dạng lắm. Đúng rồi. Còn ngoài ra thì chỉ colorway, ngoài ra thì chỉ là đổi màu theo cái sở thích của pro thôi. Đúng rồi. Ngoài khoản lương ra thì ví dụ như những cái pro models của họ, ví dụ như là deck hay là giày, thì họ cũng sẽ được chiết khấu phần trăm, cộng thêm cái phần lương vào cho skaters. Thì cái đấy nó giống như kiểu là hãng họ sử dụng cái hình ảnh của skater này để Đúng rồi. họ bán những cái sản phẩm, thì Đúng rồi. qua cái hình của qua hình ảnh đấy thì skater sẽ nhận lại được cái số tiền nhất định, kiểu Đúng rồi. cái phần trăm nhất định ấy từ những cái sản phẩm mà hãng bán ra có tên họ trên đấy. Đúng rồi. Thì đấy là một cái cách để hãng họ họ promote cái người trượt này lên, là kiểu đây là một cái đại diện của hãng này, họ đi trượt cho hãng và kiểu họ làm những cái hoạt động này hoạt động kia.
Và nếu các bạn muốn support hãng và muốn support skater này thì các bạn hãy mua sản phẩm của bên đấy. Ngoài cái vấn đề ra thì tôi cũng muốn nói thêm về việc tài trợ hay là làm thế nào để tài trợ. Thì như lúc nãy có nói thì mỗi một cái brand hay là mỗi một cái shop, thường thì brand sẽ rõ hơn là shop, và mỗi cái brand thì sẽ có một cái màu sắc với năng lượng hình ảnh khác nhau. Thế nên là thường thì skater khi mà họ họ muốn tài trợ thì họ sẽ cân nhắc rõ những cái yếu tố này trước khi họ xin tài trợ. Và tất nhiên là không phải lúc nào skater cũng đi xin tài trợ, nhiều khi là một cái brand nào đó họ đã nhắm tới cái skater này rồi và mời cái skater này vào. Đấy, thì thường thì họ vẫn cân nhắc những cái yếu tố đó trước khi đồng ý tài trợ, đồng ý nhận tài trợ. Ví dụ cụ thể hơn, như kiểu là ví dụ cụ thể hơn về kiểu mỗi brand có một cái hình ảnh và có một cái màu sắc khác nhau, thì đơn giản như kiểu Nike SB hay là Nike Skateboarding ấy, thì theo tôi nhìn thì tổng quan họ có vẻ hướng đến thể thao nhiều hơn, cái hình ảnh thể thao nhiều hơn. Nhưng mà Adidas thì lại hướng đến kiểu lifestyle này, đấy, lifestyle này. Còn khác hơn hẳn thì Vans thì luôn hướng hướng đến cái hình ảnh như kiểu là trượt ván thuần 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 nhất ấy, như kiểu là ván là lướt sóng này, đánh nhạc rock này, các thứ đấy. Thì mỗi khi mà mọi người nhìn vào cái brand này thì nhìn vào ba cái brand tôi ví dụ thì sẽ thấy nó khác hẳn nhau từ cách mọi người mặc cho đến cách mọi người trượt. Đấy, tổng quan là như thế. Nghĩa là nó cũng ảnh hưởng đến cái video part nữa, kiểu cái style edit rồi cái nhạc trong đó, cái màu trong đó, kiểu mọi thứ mọi thứ mà liên quan trực gián là hình ảnh, phim, skater, các sản phẩm này nọ, mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy rõ ngay là Đúng rồi. cái hãng đó nó muốn hướng đến cái gì, và nó tạo nên một cái sự đa dạng á. Một cái sự đa dạng cho mỗi hãng khác nhau. Mỗi hãng sẽ có một cái style đặc trưng đó, thì qua đó mọi người sẽ có thể kiểu xem qua từng hãng, và cũng như là mọi người đều có thể có được nhiều cái lựa chọn hơn khi đến với việc là mua sản phẩm của hãng nào. Và tất nhiên là không phải là lúc nào cũng như thế. Vẫn sẽ có những cái thành viên, ví dụ như trong Adidas họ vẫn thích đánh nhạc rock chẳng hạn, hay là lướt sóng thì vẫn có, hay là trong Nike SB họ kiểu nói chung là nó không phải là một cái gì đó khuôn quá là khuôn khuôn khổ hay là cứng nhắc, nó vẫn sẽ có những cái sự hòa hợp, nhưng mà tổng quan thì nó sẽ vẫn luôn có một cái hình ảnh nào đó cụ thể. Yeah, và kiểu cái việc mà khi mà được vào một cái hãng trượt, nhiều khi theo tôi thấy ấy, là không chỉ kiểu từ các skater, các bạn ấy không chỉ muốn là có nhận những cái đồ sản phẩm từ hãng ấy, mà là các bạn ấy còn kiểu cảm thấy tự hào khi mình được trượt cho cái hãng này. Tức Đúng là rồi. kiểu cái mục đích của các bạn là các bạn xác định vào là kiểu tại vì mình muốn trượt cho hãng ấy, thay vì chỉ việc là mình chỉ muốn lấy đồ trượt. Đúng rồi, cảm ơn Dan đã nói đến cái ý đấy. Thì tôi cũng muốn nói đến cái ý đấy ở trong cái podcast lần này. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho các bạn ở Việt Nam biết được là khi mà nhận tài trợ thì nó không chỉ đơn giản là mình nhận cái đồ đấy để mình được nhận đồ trượt và ok miễn phí, mình không phải lo về mấy cái phí mấy cái đồ khi mà mình đi trượt nữa. Thì nó không không chỉ đơn giản ở cái mức độ là như vậy. Nếu mà chỉ như vậy thôi thì tôi nghĩ là mọi thứ sẽ kết thúc khá là nhanh. Mọi người tôi nghĩ là mọi người nên cân nhắc thêm về, ví dụ như về mình chẳng hạn, mình có khả năng là hỗ trợ, ví dụ như brand hỗ trợ mình, nhưng mình cũng phải nghĩ đến việc là mình có thể hỗ trợ brand bằng một cách nào đó. Đấy. Ví dụ như kiểu lan tỏa cái năng lượng tích cực thôi, hay là giúp đỡ mọi người, dạy mọi người trượt. Đấy. Thì cũng là một cách. Khi mà xin tài trợ thì trước khi xin thì tôi nghĩ là các bạn nên cân nhắc đến cái vấn đề đấy trước khi xin, để sẽ kiểu có một cái lối đi lâu dài. Lối lâu dài trong trong tài trợ trượt ván. Yeah, tại vì kiểu cái việc tài trợ nó như Vũ vừa nãy có chia sẻ, nó là cái lợi ích của đôi bên ấy. Thì cái này kiểu các bạn nên các bạn muốn xin tài trợ của hãng nào đó thì các bạn cũng nên tìm hiểu hãng đó trước, và các Đúng bạn rồi. cũng phải xác định là kiểu nếu mà mình vào cái hãng này thì liệu mình có thực sự kiểu hợp với cái hình ảnh của họ không. Tại vì như thế thì nó khi mà các bạn gọi là tiếp cận hãng và các bạn đề xuất là xin tài trợ thì hãng cũng sẽ nhìn vào hình ảnh của các bạn.
đang có để hãng xem là ok bạn này có phù hợp với cái lineup của hãng này bây giờ không. Hãng và người trượt giống như kiểu những cái bên họ họ tìm những người bạn của nhau ấy, là kiểu họ tìm những cái người mà hợp và đi với họ lâu dài được, chứ họ Đúng rồi. không chỉ tìm những cái người mà kiểu giúp họ bán đồ ấy. Nó không chỉ dừng ở đấy, nó dừng đấy thì mọi thứ nó lại như Vũ nói là nó sẽ kết thúc rất là nhanh. Còn nếu mà để đi dài và đi lâu trong cái chặng đường trượt ván thì thường mọi người sẽ tìm đến nhau qua việc là mọi người hiểu nhau hơn qua tính cách và kiểu xem là kiểu có thực sự khớp với nhau không. Thì ý là đối với Vũ là với tư cách là một người mà đã từng nhận được tài trợ của một cái hãng bán ở nước ngoài á, là kiểu ông có gặp mà khó khăn gì không, kiểu đối với cái yêu cầu giữa bên hãng đối với ông á, kiểu có gặp cái trở ngại không? Cái đợt đó, thật ra cái đợt mà tôi nhận tài trợ thì tôi cũng chưa có nhiều hiểu biết về tài trợ. Tôi cũng hiểu, tại vì hồi đấy tôi cũng mới ấy, thì tôi cũng hiểu rất đơn giản thôi. Nhưng mà tôi cũng biết là ok, mình nhận tài trợ và mình cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tài trợ đấy với hãng. Thì đợt đấy tôi cũng rất là may mắn khi được nhận được Sài Gòn Sketchshop, anh Thái Sài Gòn Sketchshop đã trực tiếp liên lạc với tôi để hỏi tôi là đợt đấy tôi có nhận tài trợ của hãng nào không. Thì đợt đấy tôi cũng có, thật ra lúc ấy tôi trượt cho Hà Nội Skateboarder từ đợt đấy lâu rồi, nhưng mà tôi đợt đấy tôi flow và nhận chủ yếu là quần áo thôi đấy. Thì đợt đấy anh Thái có bảo tôi, có kiểu mời tôi tham dự, mời tôi nhận tài trợ cho Sài Gòn Sketchshop, và anh ấy sẽ hỗ trợ tôi xin tài trợ từ Nomad ấy. Thì lúc ấy tôi cũng không biết, thật sự là tôi cũng không biết nhiều, thì tôi cũng đồng ý với cả cái đồng ý với cả cái mấy cái anh Thái đưa ra. Thì dần dần tôi mới hiểu thêm thôi. Thì anh Thái cũng có chia sẻ kiểu trong cái thời gian này thì tôi cũng chịu, tôi sẽ cố gắng ra nhiều video trượt. Thì tôi nghĩ là anh Thái cũng đã thấy được những gì tôi thể hiện ở trong cái video trượt ấy. Thì tôi cũng cố gắng kiểu trượt đều tất cả địa hình, tôi không tập trung vào một cái khía cạnh nào đó quá, ví dụ như kiểu là flat ground trick hay là đóng bậc nhiều hay là grind nhiều. Thì tôi cố gắng trượt đều tất cả mọi thứ và trượt line nhiều. Thì tôi nghĩ là khả năng trượt line tốt cũng là một cái yếu tố khá là quan trọng trong cái video xin tài trợ ấy. Đấy, video xin tài trợ nói chung thì tôi nghĩ là nên cái video quay line nó đóng vai trò rất là quan trọng. Vậy rồi đối với bên cái hãng Nomad đó là họ có kiểu yêu cầu ông phải phải quay video Có có kiểu họ phải yêu cầu là quay như thế nào, quay ở góc nào, quay mình làm live như thế nào, họ có kiểu gì không? họ cũng có đưa ra những cái yêu cầu, ví dụ như kiểu là video sẽ là 3 phút chẳng hạn. 3 phút, tôi không nhớ không nhầm mình như là 3 phút 3 phút 3 tháng hay là 3 phút 1 tháng, tôi không nhớ rõ tại vì cũng ở lâu rồi. Thì Có mỗi ngày 3 phút. mỗi ngày 3 phút. Damn. Cái đó thật sự đúng rồi, nếu như mỗi ngày 3 phút thôi nghe nó ít vậy nhưng mà thật ra nó rất là Càng căng. nhiều luôn đấy. Rất là nhiều, tại vì mình không thể nào mình cứ lặp đi lặp lại một cái trick trong tất cả các clip được, mình phải mỗi ngày mình try ở một chỗ mới, mình try cái trick mới. Đúng rồi. À, với cả thêm vào cái đấy nữa thì là chính vì là cái việc là họ tài trợ ở ngoài nước, họ không tài trợ, tức là Nomad tài trợ tôi đến, họ ở bên tận hình như Barcelona hay gì ấy. Thế nên là họ cũng không yêu cầu quá khát khao, và họ cũng cũng hiểu được là cái việc quay đẹp ấy. Nên là họ cũng chỉ khuyên là nên quay bằng máy quay nhiều nhất có thể. Đấy, hạn chế quay bằng điện thoại nhất thì tốt. Thì từ đấy là tôi cũng có một cái GoPro, thì tôi cũng cố gắng quay trên đấy nhiều. Tôi có một người bạn hay trượt cùng, đó chính là vì cũng may anh bạn này cũng hay quay, anh bạn này quay khá tốt, thế là cũng quay hộ cho tôi đấy. Không, thật ra không không có quá nhiều yêu cầu đâu, ra không có quá nhiều yêu cầu đâu. Tôi nghĩ là mục đích chính thì vẫn là trượt
trong cố gắng trượt tốt nhất trong cái khả năng của mình và hỗ trợ cộng đồng đấy, rồi lan tỏa cái năng lượng tích cực cho mọi người. Yeah. Tại vì cái việc mà quay video á, bây giờ trong hình như cũng không phải trong gần năm gần đây đâu, mà kiểu cỡ 6-7 năm đổ lại á, là bắt đầu có cái xu hướng là skater khi mà trượt flow hay trượt am đi thì họ sẽ promote cái hãng bằng cách là quay video YouTube, như là làm YouTuber luôn á. Đúng rồi. Nên nó khá là hay, nó hay và nó cũng kiểu bổ ích nữa, tại vì mỗi người sẽ làm những cái content khác nhau. Có những người thì làm content chia sẻ về cuộc sống đi trượt như thế nào, những người là chia sẻ kinh nghiệm như thế nào đó, nó này nọ. Yeah, nhắc nhắc đến cái việc kiểu chia sẻ video trượt trên YouTube ấy, thì ở Hà Nội cái đợt tầm 7 năm trước, tầm đợt 2013, 2012, thì đợt đấy tôi thấy kiểu đến bây giờ tôi xem lại ấy, tôi thấy cũng có nhiều người họ làm video trượt mà kiểu ở Hà Nội ấy, có những cái series rất là hay, là kiểu đợt đấy có anh Linh làm này, xong có anh Ngọc Anh làm, xong cả bên Lenin Sketchshop cũng làm. Chuẩn, siêu hay luôn. Thì đúng rồi, như lúc nãy Đàn có nói là mấy năm về trước, những cái năm mà 2015, 2017 ấy, khoảng đấy. Thì trong thời gian đấy có rất nhiều series trượt quay rất là đẹp và quay kiểu cẩn thận luôn ấy. Ở Hà Nội thì có, đúng rồi, lại có anh Linh Đỗ này, có anh Ngọc Anh này, và có một số người nữa tôi quên mất tên, mà mấy anh đấy thì quay kiểu rất là cẩn thận luôn ấy, quay hẳn hoi. Thì tôi đợt đấy tôi mới trượt mà kiểu tôi rất thích xem mấy cái video kiểu như thế, kiểu thích cực luôn, kiểu có thêm động lực đi trượt đấy. Tôi cũng, cá nhân tôi thì tôi không thích xem mấy cái video pro quá nhiều. Yeah, kiểu trượt căng quá ấy. Căng, đúng rồi, họ xem cái việc trượt cứ đi quay video là rất là nghiêm túc, kiểu rồi kiểu nó mất đi một phần nào cái tính chất đó là have fun. Đúng rồi, kiểu nó cũng hay, nhưng mà tôi vẫn sẽ xem, thỉnh thoảng tôi xem, nhưng mà chủ yếu tôi vẫn thích xem video kiểu ở những người mà gần mình làm này, hoặc là những cái video của Am ấy. Thì tôi cảm cảm giác như là mấy cái video ấy thì mình dễ liên kết hơn, mình dễ học hỏi hơn, hỏi nhiều thứ hơn là từ pro. Còn pro thì nên là vẫn thi thoảng vẫn xem, bởi tại vì là căng đét căng đét luôn thì vẫn xem đấy. Thì kiểu mình có những cái nội dung khác nhau để mình chọn để mình xem ấy, có những nội dung mình có thể xem để mình cảm thấy là ok, kiểu cái người này họ họ cũng giống mình ấy, và nó sẽ có một cái kết nối và nó truyền cảm hứng hơn. Và nhiều khi đến một lúc nào đấy mình sẽ xem những người giỏi hơn mình để kiểu mình học từ họ. Chuẩn chuẩn, đúng rồi. Thì ví dụ như kiểu tôi những cái lúc mà tôi xem, tôi tìm trên YouTube ấy, những cái series trượt ván của anh em ở Việt Nam làm ấy. Ví dụ như ở Hà Nội là có thêm anh Duy Anh của Faker, anh ấy làm những cái Đúng rồi. series nhỏ nhỏ, những cái video đời đầu của Faker ấy, anh ấy đăng lên. Và kiểu khi mà tôi xem lại, tôi thấy kiểu ngày càng có nhiều người hơn họ quan tâm về việc làm video trượt ấy. Kể cả bây giờ các bạn đi trượt, các bạn cũng sẽ quay video xong làm part, làm video kiểu dài luôn bằng cách là các bạn quay điện thoại. Đúng rồi, kiểu gần đây thì cũng sẽ, tất nhiên là sẽ có phát triển, nhiều người quay video các thứ. Nhưng mà tôi cá nhân tôi thì tôi cũng kiểu rất rất thích và rất tôn trọng những người mà quay video kiểu cẩn thận, và họ thực sự kiểu kiểu lấy cái việc video ấy rất là quan trọng ấy, tại vì tôi thấy như thế nó sẽ về lâu dài nó sẽ hay ấy, hơn là việc quay điện thoại. Tất nhiên là quay điện thoại nó vẫn hay, nhưng mà kiểu khi mà dành thời gian nghiên cứu máy quay các thứ, setup quay đẹp, hay đơn giản chỉ là chọn thời gian nào quay cho ánh sáng đẹp nhất, thì tôi thấy những cái đấy nó vẫn hay hơn rất là nhiều ấy. Tại vì nó không phải chỉ là tác phẩm của người đó riêng, mà còn kiểu như là một cái thứ gì đó mà để mà anh em có thể cùng xem, chia sẻ, và cũng như là nhớ lại trong cái thời gian cái tương lai ấy, kiểu họ sẽ nhìn vào và nhớ lại cái khoảng thời gian đó là nó vui cỡ nào. Nó kiểu nó đặc biệt và kiểu nó giống như một cái dạng nhật ký ấy. Đúng rồi, nó nhật ký. Khi mà mình đang nói về cái chủ đề video này thì sau đây chắc là kiểu tôi với Điền chia sẻ một số kiểu cảm nghĩ ấy về cái việc về video trượt nhá. Thì tôi chia sẻ trước là kiểu đối đối với tôi thì cái video trượt nó giống như một cái dạng ký sự ấy.
là kiểu mình ghi lại những cái giai đoạn này và về sau mình tổng hợp lại, và kiểu nó có một cái giá trị khá là lâu dài ấy. Khi mà mình về sau kiểu mình xem lại thì kiểu mình thấy là à trong cái đoạn này có những cái trick này được làm, xong rồi cái người trượt họ đã như thế này ấy, và về sau khi mình kiểu mình so sánh ấy là người này với kiểu phiên bản của họ lúc đấy so với bây giờ nó sẽ kiểu họ trưởng thành như thế nào ấy, họ trượt giỏi hơn chẳng hạn, thì cái đấy là một cái kiểu nó giống, thật sự nó giống một cái dạng nhật ký video. Có một cái mà tôi cũng muốn chia sẻ luôn, đó là đây đây cũng là một cái thứ mà tôi đã kiểu có thói quen trong những lần đầu tiên mà làm video dự án á, đó là xem nó quá là nghiêm túc, kiểu tôi sẽ làm nó với cái tư cách đó là tôi lấy cái video này để mà tôi làm portfolio đó, cho nên tôi muốn mọi thứ nó kiểu nó ngay ngắn, nó chỉnh chu nhất có thể, nhưng mà lại bỏ qua cái tính chất đó là vui vẻ và kiểu đúng rồi, kiểu như là mình làm đi, giống như là mình đang ghép những cái mảnh kỷ niệm lại với nhau để mà sau này mình nhìn lại mình sẽ nhớ lại mọi thứ đó. Thì đây là một cái vấn đề mà tôi đã gặp phải, đó là tôi xem mọi thứ nó quá là nghiêm trọng, cho nên những cái video của tôi nó rất là khuôn khổ này nọ đó, mà tôi bỏ qua hết cái sự thoải mái, cái sự free, cái tự do mình có để mà ghép những video này. Thì dần dần đi với anh em, đặc biệt là anh Thông bên Sài Gòn đó, anh Thông là một người kiểu edit video cũng rất là hay, mọi người có thể xem video của anh Thông bên Sài Gòn Skate Shop đó. Thì anh Thông cũng đã từng nói với tôi là mấy video này á, video mà trực ván và em quay em edit này nọ đó, thì nó nên là kiểu một cái gì đó để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ của mọi người và cũng như là của em nữa. Nó không chỉ là một cái video để mà bản thân mình, cái người quay, người edit để sau này họ nhìn lại và họ nhớ, mà cũng kiểu của bao nhiêu người khác mà họ họ có mặt trong video và họ xem về video đó. Đó, tôi nói một ví dụ đi ha, là mấy cái video của Skateboarding Day đi, lẫn Sài Gòn và Hà Nội luôn, là qua những năm đó là tụi mình đều có quay về edit lại đó. Thì đó, nó là một cái thứ gì đó để mà anh em sau này, anh em trong clip này nọ sau này họ sẽ nhìn lại, xem video lại và thấy bạn bè của mình, thấy anh em, thấy bản thân mình trong đó và kiểu hoài niệm. Tôi cũng thích mấy cái đấy, thi thoảng vẫn xem lại. Xem lại hay Hay. mà, Yes, kiểu lại hay hay kiểu đáng nhớ. tôi có một cái kiểu tôi rất là trân trọng việc mình được đi quay cho mọi người ấy. Cái đợt mà tôi mới được gặp Vũ ấy, thì biết Vũ một thời gian rồi mà, và kiểu Vũ đối với tôi là một người trượt rất là tốt, và kiểu mình luôn trân trọng cái điều đấy từ Vũ ấy. Và đến cái lúc mà kiểu anh em mình đi với nhau nhiều hơn ấy, tôi quay những cái đoạn này đoạn kia cho Vũ ấy, mặc dù quay điện thoại ấy, nhưng mà kiểu mình rất là muốn kiểu quay hẳn hoi để kiểu cái này về sau mình nhìn lại ấy, hoặc là kể Vũ nhìn lại luôn. Vũ thì thấy ạ, damn, kiểu hồi xưa anh em đi trượt chỗ này chỗ kia ấy, nó đáng nhớ ấy, và kiểu Vui đét. mình vui ấy, kiểu mình thực sự kiểu muốn làm cái này hẳn hoi cho người bạn của mình ấy, Chuẩn chuẩn. kiểu quay một cách Ơi. kiểu rất là tín ấy, để kiểu anh em kiểu quay về sau anh em xem lại, xong rồi nói chung là kỷ niệm. Mà sau này anh em bắt đầu cưới vợ sinh con này nọ là không có thời gian gặp nhau nữa đâu. Nói tiếp về cái câu chuyện của Dan thì như lúc nãy tôi có nói kiểu tôi thì tôi vẫn sẽ thấy quay bằng máy quay các thứ xịn thì sẽ hay ấy. Nhưng mà nếu mà quay bằng điện thoại mà có thể kiểu phần nào đó bộc lộ được hết cái cảm xúc hay là những cái cảm xúc ở trong cái khoảnh khắc đấy ấy, tôi cũng rất là thích nó. Ví dụ như kiểu như ở mấy cái video mà Dan quay này, hay là gần đây thì có video của anh Công. Skateboard. Cho dù không quay bằng những cái máy quay xịn hay là gì, nhưng mà quan trọng là cái năng lượng trong cái video ấy, cái cảm xúc ở trong cái video ấy rất là hay. Đấy. Giờ ngoài ra có nhiều video khác nữa, nhưng mà gần đây nhất thì có video anh Công là quay bằng điện thoại. Đấy. Còn có khá nhiều video quay bằng điện thoại nữa mà bộc lộ được cái cảm xúc của cái khoảnh khắc đấy ra. Mà tôi thấy được thì tôi cũng rất là thích. Tôi nghĩ là cái điện thoại nó gắn kết với lại anh em skater nhiều hơn, và cũng như là tự nhiên hơn nữa. Họ sẽ cảm thấy tự nhiên hơn khi mà nhìn vào cái điện thoại hơn là nhìn vào cái ống kính.
Đúng rồi. Cầu điện thoại tiện thôi. Như kiểu mấy cái tập trước mà tôi với cả Điền có chia sẻ về cái việc là mình làm video nó không hạn chế việc mình có những cái máy móc xịn ấy. Nó quan trọng hơn về việc là đấy mình bắt lại những cái khoảnh khắc bằng những cái gì mình có thì Đúng rồi. dễ nhất đấy là điện thoại. Đúng rồi, quên mất nữa là tất nhiên là khi mà tất cả anh em trượt này thì không, tất chắc chắn là không phải ai cũng sẽ kiểu thoải mái mà dành một khoản ra để ai cũng để mua một cái máy quay được. Thế nên là nếu mà tôi cũng hiểu được việc là ai cũng sẽ quay bằng một điện thoại, nhưng mà kiểu tôi rất thích mọi người quay kiểu cẩn thận các thứ ấy, hay thích vậy, kiểu rất hay luôn. Kiểu quay cẩn thận thì quay kiểu có những cái máy nó tốt hơn ấy thì chắc chắn cái chất lượng nó sẽ tốt hơn và kiểu Đúng rồi. qua đến tôi nghĩ là nó sẽ giúp nhiều bạn các bạn ấy kiểu thể hiện được nhiều hơn cái kiểu cái trình độ trượt chẳng hạn. Tại vì máy tốt hơn thì nó sẽ có những cái điểm này điểm kia để giúp mình kiểu thể hiện cái ý tưởng mình, cái hình ảnh của mình nó tốt hơn ấy. Đúng rồi, Thì đúng nếu rồi. mà kiểu được thì mọi người cũng có thể xem xét để nên đầu tư những cái máy ấy để kiểu đi quay cho nhóm trượt của mình chẳng hạn. Đúng rồi, nếu mà thực sự cần thiết, và tôi cũng hiểu được là việc kiểu mang một cái máy quay đi quay thì cũng nhìn thì là cũng kiểu, kiểu lo ấy, bởi vì Lo động lo đúng nhiều thứ bay cả máy hơi lo. cồng kềnh. Kiểu ra sân ấy, ra sân công cộng như kiểu Lenin, cái này là một cái chuyện thật chia sẻ với mọi người. Kiểu nhiều lúc có những anh em ra sân trượt xong cũng bị mất đồ này đồ nọ, nên là kiểu nói chung khi mà đi trượt ở ngoài nơi công cộng tôi nghĩ là anh em nên cẩn thận trong đồ. True. Nhưng mà nhớ anh em đầu tư rất là nhiều vào cái dụng cụ, những cái equipment để mà quay. Nhiều khi xách một cái vali, cái ba lô máy ảnh đi, trong đó bao nhiêu cái ống kính, bao nhiêu cái đèn nặng mấy 7-8 kg trong đó. Cái ba lô trị giá cỡ nhiêu, 80 triệu, 60 triệu gì Em xong thấy bán trên chợ bán đó. trượt ạ. Lơ là cái là đi tông luôn. Chuẩn. Nói chung thì đấy, kiểu một cái video quan trọng nhất là cái cảm xúc, thể hiện là cái cảm xúc, tôi nghĩ là cảm xúc lúc đấy, và đấy, cảm xúc lúc đấy thì vẫn là tuyệt nhất. Còn việc mà chất lượng quay thì sẽ phụ thuộc vào khả năng của mỗi người, nhưng mà đấy, nếu mà có cơ hội mà quay được kiểu bằng máy hẳn hoi và thể hiện được hết cái cảm xúc trong video thì kiểu rất là tuyệt đấy. Những Quay cái quay năng lại cái vừa nãy Vũ có chia sẻ là mọi người vừa chia sẻ rằng Vũ được bên một cái hãng trượt họ tài trợ trong cái đợt đấy là Vũ flow cho họ mà đúng không? Thì đấy là hãng Beck nhá, còn hãng quần áo thì Vũ là được tài trợ bởi Hà Nội Skatewater. Thì qua đấy thì kiểu mình muốn các bạn đang nghe là kiểu các bạn biết rằng kiểu tài trợ thì các bạn có thể xin nhiều hãng khác nhau là kiểu tùy vào các phụ kiện. Ví dụ như kiểu các bạn tài trợ deck là một hãng này, quần áo các bạn lại được tài trợ một hãng khác. Kiểu có những phụ kiện gì thì các bạn thường bên nước ngoài hay cả ở đây thôi, các bạn sẽ kiểu tìm những cái hãng khác nhau để họ tài trợ. đúng, mà cũng cân nhắc trước khi kiểu khi mà nhận nhận nhiều hãng tài trợ thì cũng nên nói chuyện với cả, nếu mà được nhận tài trợ thì cũng nên nói chuyện với cả những người tài trợ rõ là mình đang trượt cho hãng nào đấy. Như Đúng rồi, kiểu cái phần quan trọng thôi. đúng rồi, cái đấy rất quan trọng. Thì như kiểu Vũ là hiện tại Vũ đang trượt cho hãng thời trang Faker và hãng Deck Lenin. Đó một ví dụ để các bạn hiểu hơn. Chuẩn chuẩn. Bây giờ mình có thể kiểu chia sẻ một chút thêm về những cái hãng trượt đi, hãng trượt và những cái video trượt. Thì ví Ok. dụ bây giờ có một câu hỏi này, kiểu bây giờ Vũ nếu mà ông được chọn, ông quyền chọn á, ông trượt cho hãng nào ấy, trong đấy có hãng quần áo này, hãng deck này, hoặc hãng giày, ba cái đấy, ba cái đơn giản nhất, thì ông nghĩ xem ông sẽ thích trượt cho những hãng nào, hãng nào cũng được nhá. Trong trường hợp này hãng nào cũng được. Thật ra cái câu này rất là khó. Câu này rất là khó. Hãng ông như ông nói, ông bảo là deck này, giày với cả quần áo đúng không? À, deck với quần áo, ok. Deck giày quần áo Deck giày quần áo, ok. Deck, deck rất khó này. hãng nước ngoài nhá, mình chơi hãng nước ngoài nhá. Deck ra rất là khó lựa. Deck khó cực kỳ. Kiểu tôi cũng, tôi thì tôi hiện tại thì tôi ấn tượng vì là hãng Welcome, tại vì họ làm những cái hình dáng độc đáo ấy, Kiểu xếp ván à? Sếp ván rất là hay, rất mà đẹp. hay một cái là gì, tức là cái đội đấy, ông mọi người chắc có thể mọi người biết là những cái ván mà dị dị mà nhìn như con cá ấy,
thì là kiểu là những cái ván những năm mà 70, 80 ấy. Yeah, bán cái old Old school, những người mà trượt 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 bể bơi ấy. Nhưng mà school. cái đội đấy thì là kiểu ván thì có thể nhìn như kiểu mấy cái ván old school nhưng mà trượt street. Đấy. Kiểu kiểu điên vãi, kiểu phá phá mọi cái rào cản hay là mọi phá mọi cái rào cản về về cái hình ảnh đấy luôn. Thì tôi thấy rất là ấn tượng ở cái hãng đấy. Thì nhưng mà ngoài ra thì có hãng khác như hãng Crooked thì tôi cũng kiểu ấn tượng về mấy cái artwork họ làm trên cái ván ấy. Đấy. Nói chung là hai hãng đấy là tôi ấn tượng, tôi không thể chọn ra được cái hãng nào mà tôi muốn tài trợ nhất được. Còn về giày thì tôi cá nhân tôi đã từng trượt rất là nhiều giày. Thì Vans này, Converse này, Nike này. Cả ba hãng mà tôi trượt nhiều nhất nên Nike, Adidas, Converse thì tôi thấy cả ba hãng đều 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 rất thích, không chọn ra nào, không chọn ra nào. Ông có nghĩ là kiểu một skater là họ sẽ ý là ngoài cái việc là chọn theo cái hãng mà kiểu phù hợp với lại cái phong cách của mình thì họ có kiểu đặc biệt là với giày nha là họ có lựa cái hãng giày để xin tài trợ đó là tại vì cái giày đó nó hợp form không? Cũng có, tôi nghĩ là cũng đúng, cũng đúng là thường thì đúng rồi, như kiểu chọn chọn theo style ấy. Đấy đúng rồi, kiểu mấy cái đôi Nike thì cũng có mấy đôi nhìn rất là nhìn lifestyle, nhìn đẹp, nhưng mà Adidas thì sẽ kiểu chuyên về lifestyle nhiều hơn ấy. Tôi có cái cảm giác đấy nhiều hơn những gì tôi thấy thì Tại vì đối với tôi á, là hoặc là tôi không biết mọi người làm sao nhưng mà đối với tôi á, là kiểu cái việc thay đổi cái hạng ván á, là kiểu đổi qua form này dạng này dạng kia đó cái hình dáng ra sao á nó rất là dễ làm quen nhưng mà điều đó nó lại không có áp dụng với lại giày cho lắm. Đúng rồi. Đúng không, tại vì mình nó quen chịu một cái form giày nào á, mà mình đổ qua cái form khác á, là mình có thể là thành thời gian đầu khi làm quen á, là không hề chịu được luôn. Đúng rồi, có thể là thế là tôi với ông, nhưng tôi thấy cũng có một số người như tôi trải nghiệm nhá. Thì có anh như tôi thấy nhá, thì anh Sơn này, anh Cú Tí này, anh Bảo Nguyễn đấy. Thì đấy tôi thấy chủ yếu là ba anh đấy thì trượt kiểu rất là nhiều các loại giày khác nhau được ấy, kiểu giày dáng giày gầy cũng trượt được nhá, vẫn trượt rất hay nhá, giày béo nhá vẫn trượt rất hay nhá, giày cao cổ cũng trượt rất hay nhá. Kiểu tôi thấy tôi nghĩ là vẫn sẽ có những cái người mà họ có khả năng trượt và làm quen được gần như tất cả các cái giày chỉ cần trong một cái thời gian đấy. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ tôi với ông giống nhau, không biết Đan thì thế nào nha. Tôi với ông thì kiểu tôi kiểu nếu mà đổi kiểu giày mà đổi một cái form giày khác thì tôi cứ cần một thời gian ấy, khá là nhiều để quen. Thậm chí là đổi qua một cái tên gì khác cùng hãng thôi cũng khó rồi nhé. Nếu như bây giờ là tôi đang rất là quen trượt mấy đôi của Adnis là đôi Marana, đôi Jocelyn là hai đôi giày cấp đó. Đó. Mà tôi đổi qua thử một cái giày cấp của Nike tôi không chơi được nó. Và cho đến khi tôi làm quen với nó được rồi là hiện tại thì tôi vẫn đang chơi cái đôi Nike đó đó. Đến khi mà tôi làm quen với nó được rồi, tôi làm trick nó được hết cả. Tôi mới mới gần đây thôi, cách đây 2 ngày thôi là tôi đã quay lại với đôi Adidas Jocelyn. Tôi không chơi được nó luôn. Đấy, kiểu cũng buồn cười ấy. Cái mấy cái buồn cười ấy. Nó là ngoài cảm giác rất là bối rối thì nó cũng là một cái cảm giác rất là bực bội nữa là tại vì cái đôi giày mà mình đã từng làm quen rồi cái lại mình bây giờ mình lại không quen nó mình không làm được trick với nó bực lắm, nó cực kỳ bực. Cái này tôi nghĩ là kiểu nó phụ thuộc vào cái form chân ấy, tại vì kiểu tôi thì tôi giống hai hai anh em thôi là kiểu có những lúc mình trượt cái những cái đôi này rồi nhá, mình rất là quen vào nó rồi và đến lúc mình lại chuyển sang một hãng khác chẳng hạn, chuyển sang một cái đôi giày khác, mình lại cần thời gian làm quen với nó và kiểu mình cũng hơi nói chung mình không quen hẳn ấy và mình muốn cái giày của mình là y nguyên, giày mình là kiểu nó chuẩn ấy. Thì ví dụ như kiểu vừa nãy Vũ còn nói ví dụ về anh Bảo, anh Sơn và anh Cụ Tí ấy, thì tôi nghĩ là ba anh ấy là kiểu scale kiểu họ họ đáp ứng được với tất cả mọi thứ ấy. Kiểu chân có thể form chân họ sẽ kiểu đi được nhiều loại giày. Còn ví dụ form chân tôi Họ cũng trải nghiệm nhiều nữa. Tôi không không hợp với cái giày nó slim, nó kiểu nó gọn quá ấy. Giày Hiểu. tôi tại vì chân tôi khá là to ấy, nên kiểu tôi muốn giày nó to hơn kiểu vậy. Nói tiếp về quần áo thì
cũng như mấy kia ấy, tôi cũng không chọn được. Kiểu tôi thì Fickle tôi cũng rất là buồn cười. Kiểu bây giờ for Faker là life. anh cũng rất thoải mái. Kiểu tôi vẫn mặc quần áo Faker, và tôi luôn có cái thú vui là thích mặc đồ second hand ấy, thì anh vẫn rất thoải mái với cái vấn đề đấy. Với cả tại vì tôi cũng không thích mặc một cái quần áo nào đó mà ở một cái hãng cụ thể, hay là nó có cái hãng đấy quá nhiều ấy. Ok, tôi hiểu. Mà tôi còn có một cái chắc là sở thích là tôi không 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 thích mặc cái áo hãng trượt nhiều lắm. Mấy cái brand trượt kể cả nổi tiếng các thứ tôi cũng không thích là mặc lắm. Tôi thích mặc cái Yeah. Đúng rồi, thật ra đa, đúng rồi. Đa số lần mà gặp Vũ là Vũ mặc áo polo là nhiều. đúng rồi, tôi toàn mặc áo polo với các thứ. Kiểu áo không không phải hãng trượt thì tôi chỉ thấy nó tôi enjoy, tôi hợp với style tôi mặc ấy. Mặc dù là không phải là mấy áo kia không đẹp nhá, kiểu nó vẫn đẹp ấy, kiểu nhiều áo làm rất đẹp, nhưng mà kiểu tôi chỉ là tôi cá nhân tôi không thích thôi. Không, thật ra giờ nghĩ lại cũng không có, cũng không nhớ được có lần nào thấy Vũ mặc áo thun hết nha. Chỉ nhớ là mặc áo polo thôi. Polo luôn. Chỉ nhớ là chỉ nói Vũ mặc áo polo thôi chứ không có. Tôi khá nhiều áo polo à, toàn áo kẻ. Đặc trưng luôn á, style đặc trưng luôn, phong cách. Ngoài kiểu ra sân nhìn polo phát, damn, that's Vũ, bro. À, cái đấy tôi cũng muốn đề cập đến để cho kiểu tôi cũng hy vọng là mọi người cũng biết ấy, kiểu quần áo trong trượt ván ấy, nhiều khi nó không phải là cái gì nó kiểu như mình, miễn là mình thấy vui vẻ, mình thấy tự tin khi mà mình mặc là mình trượt thì mình mặc thôi, không không nhất thiết phải không nhất thiết là phải mặc giống người khác, hay là không nhất thiết là phải mặc nhìn căng đét hay là như nào Yeah, không thì nhất mình thiết phải đi theo xu hướng. Tại vì không. đây là một cái cốt lõi của trượt ván mà, là kiểu Đúng rồi, mình mặc những cái đồ mình thích mà mình trượt những cái kiểu mình thích ấy. đúng rồi, và đúng rồi kiểu mình thích, và nếu mà tốt nhất thì hiểu được cái hiểu được cái cốt lõi đấy. Là không, tôi không chọn được cái hãng quần áo cả, và Ok. hiện tại thì anh Duy Anh có tài trợ quần áo cho tôi thì tôi cũng rất thích mấy cái thiết kế của anh Duy Anh. Nhưng mà thêm vào đó thì tôi cũng kiểu mặc cả đồ second hand các thứ nữa. À, second hand thì có mấy cái đồ chủ yếu tôi cũng hay mặc đồ mấy cái đồ baggy nữa. Thật ra không chỉ baggy đâu, tôi cũng mặc nhiều lắm, nhiều kiểu lắm. Kiểu tôi nghĩ là một kiểu anh em đi trượt anh em sẽ mặc những cái đồ nó thoải mái nhất là được ấy. Đúng rồi, thoải mái về cảm giác và kể cả tinh thần luôn. Nhiều khi là không cần thoải mái về cảm giác, thoải mái tinh thần cũng là chất Yeah, căng. for real. Uầy, cái này là một cái có thể bây giờ anh em cũng sẽ có thể bàn luận luôn ấy, về việc là nhiều khi những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt nó gây ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình khi mình đi trượt đấy. Kiểu có một cái ví dụ mà tôi được trải nghiệm, đấy là có lần đi đi trượt anh Sơn ở tượng đài Lenin đấy, xong rồi quay mấy like cho anh Sơn đấy. Anh Sơn kiểu là một người, như mọi người biết, là kiểu anh ấy rất là trượt rất là cân đối ấy, tức là anh ấy trượt rất là chắc ấy, và kiểu lên trước nào ra trước đấy ấy. Tôi quay cho anh Sơn xong kiểu xong vài like rồi ấy, thì anh ấy quay sang anh bảo tôi là ê kiểu hôm nay có gì đấy không đúng ấy. Xong rồi một lúc sau anh em trượt tiếp thì anh Sơn lại quay ra bảo là à anh biết rồi, kiểu hôm nay mình không mặc áo Faker. Kiểu sau sau khi tôi hỏi em là kiểu mà áo Faker thì kiểu anh sẽ cảm giác khác thế nào ấy, thì anh Sơn bảo mà áo Faker là kiểu sung hơn ấy, lên trước nhanh hơn. Ở nhiều khi kiểu mặc áo vô cái cảm giác như là anh Duy Anh đang nhìn mình, cho nên Kiểu tự hào ấy, có cái tự hào về cái việc mình chọn đồ ấy, xong nó boost cái confidence mình, nó đẩy cái sự tự đúng tin rồi, của mình lên ấy. đúng rồi. Với cả cái ý đấy rất là hay, may là Lan nhắc đến thì đấy, kiểu cái mà việc mà tôi thích mặc đồ Flickr là tại vì Flickr luôn kiểu hỗ trợ mọi người ấy. Nhưng mà bằng cách nào đó mà kiểu có thể là số đông người không nhìn thấy, nhưng mà những người lân cận thì sẽ biết ấy. Kiểu Freakers hỗ trợ rất là nhiều thứ đến với cộng đồng chuyển ván ấy. Đấy là lý do tôi rất thích cái vibe đấy, và tôi cũng muốn lan tỏa bằng cách là tôi cũng mặc trên mình cái Freakers. Thì đấy, luôn luôn support mọi người. Đấy là một phần mà tại sao mà tôi thích mặc đồ Freakers. Đấy. Nó nhiều khi nó không đơn giản chỉ là một cái áo nó đẹp hay là như nào, nó còn là cái giá trị cốt lõi, hay là cái vibe mà cái hãng đấy mang lại cho mình Cái giá trị đấy. mà hãng nó kiểu nó truyền cảm hứng cho mình ấy. Đúng rồi, đúng rồi, kể cả Lenin cũng vậy, kiểu Lenin deck Lenin thì Lenin cũng hỗ trợ
cộng đồng, những cộng đồng nhỏ 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 rất hay. Tôi cũng rất thích những cái đấy, nên là tôi đấy cũng là một lý do tại sao mà tôi quyết định trượt trượt cho Lenin. Nên rất là hay khi mà thấy thấy Đúng rồi. có nhiều hãng ở Việt Nam càng lúc họ càng kiểu xây dựng lên có tiếng hơn, với lại họ cũng đem ra một phần để mà giúp cho cái cộng đồng này. Đúng rồi. Thế là cá nhân tôi thì kiểu kể cả nhiều khi là nó không về vấn đề về kiểu tiền được nhận tài trợ hay là cái reputation tôi nhận được từ cái đấy ấy. Quan trọng chỉ là tôi rất enjoy cái việc, tôi rất kiểu thích cái việc là tôi hỗ trợ người khác và tôi cũng lan tỏa cái năng lượng đấy. Tôi với cả Freakers có một cái điểm chung, tôi nghĩ là đấy là điểm chung là bằng một cách nào Freakers thì hỗ trợ bằng một cách nào đó không không bị không phô trương ấy, kiểu rất là như nào Lâu thì kiểu low key ấy. à, Còn kiểu không tính toán ấy. tôi thì lại là như thế này, kiểu cá nhân tôi luôn là người kiểu bị nhát. Tôi bị nhát là tôi có rất nhiều vấn đề của cả bản thân của tôi kiểu bị nhát ấy, và tôi cũng chỉ muốn giúp mọi người trong khả năng của tôi thì bằng cách nào đó tôi giúp đỡ, chứ tôi cũng kiểu không ít khi kiểu hô hào các thứ ấy. Tôi cũng không phải là kiểu người như thế, nên là tôi thấy Freakers với tôi cái điểm chung khá là lớn, nên là tôi thích. Yeah, kiểu mọi người giúp trong cái khả năng mọi người có ấy, và mọi người Đấy đúng không nghĩ nhiều về việc đấy, mọi người rồi, kiểu chỉ muốn giúp thôi, và kiểu đấy là cái tôi điều nên làm. đúng rồi, tôi kiểu tôi cũng muốn giúp rất nhiều ấy, nhưng mà nhiều khi kiểu cái bản thân tôi nhiều khi tôi bị kiểu nhát ấy, nhát hoặc cái một cái cảm cảm giác nào đó. Tôi không phải là một người kiểu, thế tôi vẫn social, tôi vẫn giúp mọi người, nhưng mà tôi chỉ không làm mấy thứ liên quan đến mạng xã hội các thứ nhiều thôi đấy. Yeah, tôi Mà hiểu. tôi không phải tôi ghét nhé, không phải tôi ghét nhé, tôi rất tôn trọng và nể những người mà làm tốt về mạng social media, kiểu mạng xã hội các thứ để support mọi người. Tôi rất thích. Nhà cậu tôi thì tôi không làm được cái đấy đâu. Yeah, có thể ông chưa làm được thôi, và kiểu cái đấy cũng không sao cả ấy, tại vì bản thân ông thì ông chưa kiểu, nói chung là ông thích cái việc là mình không kiểu đăng tải quá nhiều thứ lên mạng xã hội thôi. Và cái đấy Đúng ok mà, cái đấy hoàn toàn ok. rồi. Và tôi thấy mọi người support cái thứ mạng xã hội, tôi thấy rồi tuyệt, đúng là tôi ủng hộ. Yeah. Vậy mà kiểu có lẽ đây là một cái điểm mà tôi nghĩ các bạn đi contest mà các bạn được xem vũ trượt đấy. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ các bạn sẽ trân trọng hơn. Đấy là tại vì trên mạng vũ không đăng quá nhiều. Nhưng mà khi mọi người đi contest, mọi người được gặp vũ và mọi người nhìn vũ trượt đấy. Vậy đấy là một cái kiểu nó đặc biệt hơn, là tại vì vũ trượt rất tốt mà. Và mọi người thấy được cái khả năng đấy trực tiếp. You all. Đấy như cái tôi nói vừa nói vừa rồi thì tôi ủng hộ những cái như mọi người làm những cái truyền thông để hỗ trợ cộng đồng. Ví dụ như kiểu là tôi có thấy Điền làm mấy cái video trên YouTube để nói về những cái thông tin mà kiểu những cái tôi khá chắc chắn là rất nhiều bạn mới trượt và hay kể cả những bạn trượt lâu rồi muốn biết về những cái thông tin. Đúng rồi. Tại vì tôi nghĩ là có những thông tin mà không phải là không ai nói tới, mà là chưa đủ người nói tới. Đúng rồi, đúng rồi. Thì tôi cũng muốn đứng ra để mà làm những cái video để truyền tải những thông tin này, và tôi cảm thấy nó bổ ích cho mọi người. Đúng rồi. Rất rất hay luôn, tôi cũng cậu có xem ấy. Với cả chủ yếu mấy cái thông tin mà ông chia sẻ trên cái video đấy thì nó rất đa dạng ở trên các nền tảng trên YouTube, nhưng mà bằng tiếng Anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đó cũng là một cái mà tôi đang muốn hướng tới, là tiếng Việt á. Đúng rồi, tôi nghĩ là như thế rất là hay, tại vì như thế dễ tiếp cận với mọi người hơn. Phần nào đó hỗ trợ cộng đồng. Còn Dan thì đấy, Dan thì cũng có làm rất là nhiều thứ, kiểu đang đang là đang đang làm một cái tạp chí về trượt đấy thì có chia sẻ rất nhiều thông tin cho các bạn. Thì tôi cũng rất là kiểu tôn trọng mấy cái đấy. Thank Hay, you ông. hay. Thì cũng có một cái này mà tôi cũng đang muốn nói tới, đó là quay về cái câu chuyện hãng trượt một tí đi, là trong những năm gần đây có một cái trend, đó là mỗi hãng nó sẽ kiểu làm ra cái deck đi ha, đó là tại vì họ họ là một cái hãng luôn á, thì hãng nó sẽ phân phối ván cho skate shop, và trong skate shop họ lại có những cái ván riêng của cái skate shop đó. Thì trong những năm gần đây chúng ta bắt đầu thấy là skate shop
họ làm những cái deck với cái tên là Skill Shop luôn á, nhưng mà họ cũng có một cái team mà họ cũng có những cái ván pro của riêng họ luôn. Đó là ván Skill Shop Pro luôn á. Nó điển hình như là CCS bên Mỹ nè, rồi Produce bên Thái Lan, và gần đây nhất là Lenin nó. Có thấy ở tôi có thấy Produce với cả CCS, mấy cái rất là hay. À, nhưng mà tôi nghĩ là kiểu Lenin thì hiện tại là làm, tôi nghĩ là làm signature model hơn là pro model, thì mấy cái nó có thể nó khác một chút. Thì kiểu cảm giác như là nó làm như thế nó sẽ kiểu dễ cho những anh em ở trong cái cộng đồng local đó, nó tiếp cận được cách dễ dàng hơn. Đúng rồi, đúng rồi, chuẩn chuẩn chuẩn. Yeah, thì Lenin là hãng chuẩn ván đầu tiên ở Việt Nam làm cái signature model ấy. Và tôi nghĩ cái đấy là một cái điều rất là vui cho cái cộng đồng ở đây ấy. Tại vì kiểu có một bài viết mà tôi đã đăng thì chia sẻ một chút cho anh em với cả mọi người đang nghe ở đây. Đấy là kiểu theo bản thân tôi thấy cái signature model nó đại diện cho cái việc là một cái sự công nhận đối với những cái skater có tên trên đấy. Ví dụ như Lenin có signature model riêng của Vũ này, anh Sơn và anh Cụ Tý. Thì ba anh em theo tôi thấy là ba người trượt rất là tốt và kiểu cũng có những cái gọi là đóng góp có những cái đóng góp nhất định cho cộng đồng này và có những cái thành tựu nhất định trong cái sự nghiệp trượt ván của mình. Và kiểu khi mọi người ở trong cộng đồng mọi người nhìn vào Vũ, anh Sơn với Cụ Tý thì mọi người cũng sẽ thấy là ok, ba anh em đều xứng đáng nhận được cái signature model riêng, và đây là kiểu cái chứng minh cho điều đấy, là mọi người có cái tên của mọi người trên ván. Tại là cái việc mà có được cái tên trên chiếc deck ở Việt Nam á, nó còn rất là mới. Nó cho nên cái hôm mà bên Lenin đã release cái deck của Vũ á, cái signature deck của Vũ á, là mọi người đều kiểu điên lên hết vì nó mà cũng bàn tán về nó hết cả. Kiểu xem story, cứ lật qua trang của ai mà anh em nhắn chung với mình, nó đều sẽ thấy cái story và chụp hình cái ván đó của Vũ cả. Yeah, cái đấy là kiểu signature model đầu tiên mà, và kiểu tôi rất là vinh dự khi mà tôi đã được ở đấy, tôi chụp ảnh cho mọi người và tôi đăng lên. Xong rồi cái cộng đồng nó lại điên tiếp nữa khi mà có hai đợt điên lên, đó là cái đợt nhỏ hơn đó là khi mà anh Pân ảnh kiểu ảnh tease lên một cái hình vẽ của không biết là như nhớ là không lầm của anh Sơn. Yeah. Trên tờ giấy á, anh đã cho lên story của ảnh trên Instagram. Click. Đó lúc đó là spoiler, là mọi người đã kiểu cái bàn tán nhà nó rồi, là oh shit, có phải không, có phải là deck signature mới nữa không đó. Cái đến hôm mà ra ba cái deck signature mới á, là holy New shit. drop. New prop. Trip trip không, cái đợt đó deck Lenin rất là đẹp luôn, phải công nhận, nó rất là nhìn rất là đẹp. Hai Nó có một cái điểm nhìn giống giống với lại cái deck Death Wish. Cái Death Wish cũng có làm một cái deck mà kiểu vẽ bằng màu màu sáp á. Đó. Tôi sợ rất là thích những cái style đó, tại vì nhìn nó kiểu nó không có như là một cái thiết kế trên trên Illustrator hay là kiểu thiết kế graphic bình thường này nọ, nó như là được vẽ tay luôn á. Và tôi thích những cái graphic mà được vẽ tay và in thẳng lên cái ván luôn, hoặc là thậm chí là hình chụp á, mà cũng in thẳng lên cái ván luôn, tại vì nó kiểu nó đi ra khỏi cái khuôn khổ đó, là ở thiết kế trên máy tính và in lên. Yeah, nó kiểu nó được vẽ bằng tay và nó kiểu nó đặc biệt hơn ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người có thể check out deck của Vũ và cũng như là của anh Cụ Tý và anh Sơn trên trang của Lenin và support. Thank Yeah. you. Thật sự cũng muốn mua lắm nhưng mà kiểu sợ dịch cho nên kiểu giao hàng bưu điện đồ nó delay kinh lắm. Chắc cứ đợi cho đỡ dịch rồi. Hy vọng là trong đấy mau hết dịch để mọi người có thể sinh hoạt bình thường, và như là mọi người trượt thì có thể đi trượt vui. Rồi có một cái này cô Tuấn cũng định hỏi Vũ luôn, đó là ở một tập là tôi với Đan đã có nói về việc là pro skater là họ có thể được quyết định dựa trên trên hai thứ. Đó là kiểu một là có những skater, những pro skater mà họ kiểu trượt
họ trượt giỏi ở mọi thứ Ừ. đó, ví dụ như là Nigel Houston hay Chris Jocelyn chẳng hạn, là họ trượt được mỗi thứ rất là giỏi. Và cũng như có những cái skater mà trượt đúng một cái thể loại cực kỳ giỏi thôi Đúng đó, rồi. ví dụ như Jaws thì chẳng hạn, ảnh là chuyên gia nhảy đóng bật này nọ Điên đó, luôn. và ảnh pro nhờ trên cái việc là ảnh chỉ đóng bật này nọ thôi. Hoặc là Jamie Foy là chơi rail Thật, chuẩn, chuẩn, chuẩn. đó, thì nó lại có cái việc là chia ra hai cái luồng ý kiến được cái pro model á. Thì có những người tranh cãi là pro model chỉ nên đưa cho những ai mà kiểu trượt giỏi hết mọi thứ nhưng mà không, kiểu như là không có kiểu quá xuất sắc á, hiểu Ok. Và có những người cũng nói là những ai mà chơi đúng một thứ cực kỳ giỏi á, là họ cũng xứng đáng như thế, thì kiểu ông nghĩ sao về cái vấn đề này? Cá nhân tôi thì tôi thấy kiểu khả năng của họ tốt và cái năng lượng họ truyền tải tốt thì họ làm cái gì là tôi cũng sẽ ủng hộ hết. Tôi thấy là họ xứng đáng hết. Có thể mọi người chỉ thấy Jaws đóng bậc thôi nhưng mà không biết ở ngoài đời. Ví dụ như là anh đấy sẽ làm, anh ấy sẽ tham gia rất nhiều hoạt động để hỗ trợ cộng đồng chẳng hạn. Thì tôi thấy là xứng đáng mà. Xứng đáng để được nhận, được công nhận làm pro hay nhận signature model. Hay là ngoài ra thì những người trượt giỏi đều thì tôi nghĩ là quá là hợp lý để tôn vinh họ, kiểu họ trượt tốt nhá thì cái việc mà họ trượt tốt có thể là tạo tạo động lực cho rất là nhiều người đấy, thì cũng là một cách hỗ trợ cộng cộng đồng thôi. Thì cả hai đều xứng đáng, ai cũng xứng đáng hết nếu mà họ đã trượt, khả năng họ tốt và họ hỗ trợ được mọi người, cộng đồng một phần nào đó thì xứng đáng. Nói như thế nó cũng clear up một cái là việc vậy, tại vì nhiều lúc mà lên đọc cái ý kiến của mọi người kiểu nó hơi chủ quan Đúng rồi, đúng rồi. Đây, vậy. kiểu đây, những cái bên lại bên đặc biệt là bên Mỹ thì họ có tự do ngôn luận họ rất là nhiều nên là họ nhiều khi họ cũng sẽ chia sẻ những cái ý kiến chủ quan cá nhân họ nhiều hơn là cân nhắc đến mọi thứ xung quanh. Thì kiểu có một cái này trước kiểu mấy anh em nói chuyện thì bên Mỹ cái gọi là cái cộng đồng trượt rất là đông và thật sự có rất nhiều người giỏi, thế nên Đúng rồi. cái việc cạnh tranh cũng có thể nói xảy ra, và nó nhiều khi nó dẫn đến cái chuyện là có những người họ trượt giỏi nhưng mà họ không được nhận sponsor, và kiểu có thể đây là một cái mà Vũ có thể chia sẻ với mọi người về việc Đúng là rồi. kiểu trượt giỏi không có nghĩa là bạn sẽ được nhận tài trợ. Đúng rồi. Nối tiếp với ý như lúc nãy ấy, thì tôi rất may mắn tôi đã có cơ hội được đi rất nhiều nơi. Tôi đã trượt ở bên Mỹ thì tôi thấy là tôi gặp rất nhiều người. Thì nhiều khi là có một cái anh bạn này trượt không không phải là quá hay đâu. Trượt tốt nhưng mà anh ấy luôn tích cực, luôn giúp đỡ mọi người. Và mọi người xung quanh đều công nhận và đều cảm thấy cái việc đấy thì anh ấy là người tài trợ. Còn có những người khác trượt hay hơn nhưng mà họ không thể hiện rõ được cái việc họ hỗ trợ cộng đồng hay cái gì đấy thì họ lại không được nhận tài trợ cho dù là trượt hay hơn anh bạn kia. Tôi nghĩ là cũng đúng, cũng cái câu chuyện này cũng kết nối đến với cái ý mà mình nói lúc ban đầu ấy, là khả năng và thái độ. Khả năng tốt nhưng thái độ thì cũng phải kiểu tốt nữa, thái độ như hỗ trợ mọi người này bằng cách nào đó, hỗ trợ mọi người này thì tôi nghĩ đấy là cái mấu chốt để nhận tài trợ, hay là cái brand muốn tài trợ người đấy thì đấy là hai cái mấu chốt chính. Kiểu brand họ sẽ xem cái tinh thần như thế nào, chứ họ Đúng không rồi. chỉ xem mỗi cái trình độ ấy. Tại vì nói Đúng. thật thì kiểu như bên Mỹ, cái trình độ nó bây giờ mọi người trượt rất là căng ấy, rất là tốt ấy. Thế nên là cái yếu tố để bây giờ bên Mỹ và kể cả Việt Nam sau này, kiểu các bên họ nhận tài trợ, đó là họ sẽ nhận tinh thần trước. True. Kiểu mọi người sẽ luôn luôn muốn được cái sự tích cực, sự đóng góp trong cái team để mà giúp phát triển mọi thứ đi lên. Đấy. Có nhiều người có khi là họ trượt rất là tốt, họ được công nhận, họ cũng được tài trợ, họ được, nhưng mà có khi nhiều khi họ chỉ dừng ở mức độ flow hoặc arm thôi chứ không lên pro. Đấy là vì những yếu tố tôi nói ấy, thì có thể là yếu tố thái độ của người trượt đấy. Như tôi được biết thì còn có nhiều trường hợp là anh bạn trượt tốt và được nhận tài trợ, xong rồi
xong rồi thì thái độ anh bạn ấy rất là tệ, thế là bị đuổi ra khỏi team. Thì chuyện Oh đấy mất shit. thời gian. Bên bên ngoài kiểu cái việc kick out mọi người cũng nói chung mọi người Ừ, cũng sòng bình phẳng thường với đấy. nhau ấy. Tại Yeah, vì đúng rồi. kiểu Sao rồi. ok nếu mà không không hợp thì mình cho người này đi. Không. Và kiểu có một Đúng rồi. cái bên ngoài tôi thấy kiểu mọi người gia nhập hoặc là mọi người đi nó thoải mái hơn một chút. Đấy là tại vì Đúng bên đấy có rất nhiều công ty rồi. rồi. Và trừ Nhiều cơ khi hội. nhiều cơ hội và trừ khi kiểu cái người này họ thực sự gắn bó với cái hãng đấy ấy, thì cái quyết Ừ. định ra đi nó mới khó. Đúng rồi. Chứ nhiều khi tôi thấy ví dụ như kiểu về cái việc sponsor ấy, ví dụ có Ừ. một số hãng họ đang flow cho bạn này chẳng hạn, xong rồi Ừ. cái trình độ của bạn ấy lên rất là cao ấy, và có Ừ. những hãng khác họ muốn nhận bạn ấy thì cái hãng đang flow cho bạn ấy cũng đồng ý cho bạn ấy đi ấy, tại Ừ. vì người ta muốn tạo cơ hội tốt cho bạn ấy mà. Đúng rồi, đúng rồi. Rất hay, rất hay. Cái ý đấy cũng là những cái gì mà anh Phong chia sẻ với tôi, anh Phong bên LinkedIn. Thì tôi khi mà tôi nghe thì tôi rất là vui. Anh Phong cũng có bảo với tôi là khi mà có cơ hội tốt hơn thì cũng không là bộ anh luôn sẵn sàng anh hỗ trợ support mọi thứ. Nên tôi rất vui khi mà nghe đến, nên tôi cũng là một phần tôi đồng ý tôi nhận tài trợ từ bên anh Phong. Rất là yêu bên Lenin luôn ạ. Shout out cho anh Ừ. Phong. Yeah. À đúng rồi. Quên mất nói nốt về cái ý là kick out ấy, bị đuổi khỏi team ấy. Cái ý bị đuổi khỏi team này nó cũng như tôi nói lúc nãy là thái độ ấy. Đã có rất nhiều trường hợp là skater bên này, pro skater nhá, pro skater bên này bị đuổi khỏi team vì khi mà liên quan đến những cái vấn đề về pháp lý hay các thứ ấy, kiểu bị bắt hay gì đấy ấy. Thật ra đúng rồi, có nhiều vụ mình đã nghe rồi. Đúng rồi, kiểu đơn giản như kiểu trước có Corey Corey Kennedy đúng Corey không? Kennedy trượt cho Nike đấy, một người trượt rất là điên luôn, trượt kinh khủng khiếp luôn đấy, có cả signature model trên giày luôn, nhưng mà không lâu sau đó thì dính đến Tai nạn xe hơi. tai nạn xe vì uống rượu bia ấy, và bị hình như là bị kiện hay gì nữa ấy, thế nên là mất hết tài trợ luôn, Nike cũng kick out. Cái vụ đó nó cũng rần rần trong cái cộng đồng lúc thời đó. Thì thường kiểu hãng to hãng bé, kiểu ví dụ Nike một hãng rất to đúng không, thì chắc Ừ. chắn cái việc khi mà có một cái thành viên của trong team họ tạo một cái hình xấu trên mạng xã hội, hay là kiểu tạo một cái gọi là biến ấy, và mọi Ừ. người bắt đầu đưa nó lên mọi người bàn bàn luận ấy, thì chắc chắn Nike sẽ cân nhắc về việc là liệu cái người này có xứng đáng là thành viên trong team của họ không, Đúng rồi. tại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hãng. Tại vì bây giờ Đúng kiểu hãng có một người kiểu không hay ấy, thì mọi người khác rồi. nhìn vào mọi người sẽ thấy ạ, tại sao hãng này lại support một cái người như thế này ấy, và kiểu mọi người sẽ bắt đầu không ủng hộ cái hãng đấy nữa. Đúng rồi. Cái ý đấy cũng sẽ nói rõ lên cái việc là khả năng và thái độ. Còn qua và có lại thì đấy, skater được nhận tài trợ thì cũng sẽ nhận được đồ, và cái brand này cũng sẽ nhận được gì từ skater đấy. Ngoài ra thì kiểu ngoài cái việc tôi nhận tài trợ ra thì tôi cũng kể cả những cái hãng mà tôi không nhận tài trợ thì tôi cũng luôn ủng hộ ấy. Kiểu tôi cũng mong là không có một cái rào cản gì giữa các hãng với nhau ấy. True. Tại Đúng vì kiểu để phát triển thì mọi người nên kết nối với rồi, nhau. Tại vì đúng rồi. thật sự là kiểu cộng đồng của mình đang đang phát triển mà, kiểu nó chưa Tốt. nói chung nó chưa như bên Mỹ. Thế nên là kiểu mình cần cố gắng hơn trong việc là mình kết nối và mình phát triển cộng đồng. Đúng rồi. Thật ra tôi thấy là kiểu nó không những chỉ là người ta không những chỉ là kiểu hãng vé cái hãng họ biết những gì là tốt nhất cho skater để mà kiểu cho họ ra đi hay gì hay kick họ ra, mà kể cả là skater họ cũng biết những gì là tốt nhất và họ cũng nhận thức được là mình đang là đại diện cho cái hãng gì và cũng như cho những gì mà nó đã xây dựng lên đó. Đó. Thì một cái ví dụ gần đây nhất là Nike SB, mình Nike nói chung chứ không phải Nike SB không. Mọi người có biết cái vụ mà Nike nó cái CEO của Nike ổng tuyên bố là kiểu này Nike là kiểu hướng đến thị trường Trung Quốc là chủ yếu. Tôi biết vụ này, tôi biết vụ này. Là sau cái đó cái thông tin đó lên báo đó, là theo tôi biết đó là cũng có khá không khá nhiều đâu, mà kiểu vài anh em vài skater của Nike SB là họ chủ động họ ra đi họ đi luôn đó, như là Zion Wright với lại Aurelien Gerard đó, hai người đó cũng từng trượt cho Nike và họ đều đồng loạt là đi hết luôn, họ không có đại diện cho Nike nữa vì cái đó.
Tôi nghĩ là nó là hay, là tại vì anh em kiểu vô cái hãng, tại vì thông thường là sẽ có nhiều người nghĩ rằng là vô Nike hay là vô Adidas là chủ yếu là vì tiền, tại vì hai đó là hai hãng lớn mà. Đúng không? Họ sẽ nghĩ đó là vì tiền, nhưng mà sau cái vụ đó là chúng ta có thể thấy được đó là vẫn có những skater mặc dù là họ chơi cho Nike hay Adidas, hai hãng lớn, tính thêm cái New Balance thì là ba cái hãng lớn đó New đó đó thì họ vẫn kiểu nhận thức được là họ đang đại diện cho cái gì và họ biết cái gì là đúng cái gì là sai, và họ tham gia team không phải là vì tiền mà vì đam mê đó, và Balance. kiểu tình yêu đến trực ván và tình yêu kiểu đối với cái hãng nữa, hoặc là một cái hãng mà họ từng biết đó, kiểu vậy. Kiểu họ muốn đại diện cho những cái hãng mà họ thực sự họ support ấy, và họ tin vào cái hãng đấy, cái tinh thần của hãng đấy nữa. Thì thứ ra kiểu cái câu chuyện là chắc chắn họ lên cái sự nghiệp chuyên nghiệp đấy thì cái việc tiền nó cũng quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ ví dụ như hai skater ông vừa nói là anh Zion Wright với cả Aurelien Girard ấy, là họ ở cái vị trí là kiểu nếu mà họ rời Nike thì họ cũng sẽ có những hãng khác nhận họ, như kiểu Zion sang bên Vans rồi mà. Aurelien White Knees. Wow, đỉnh, đỉnh, đỉnh. Cái team Adidas nó rất là khủng Chuẩn, chuẩn. cũng vui ấy, tại vì kiểu hai hai cái về những cái brand nó gọi là core brand ấy, mặc dù bây giờ kiểu thực ra cái rào cản giữa core với cả mấy cái corporate thì nó cũng không không quá nhiều đâu, nhưng mà Van và Eddie gần như vẫn là những cái core brand mà kiểu nó support cộng đồng chuyên phán, xong nó làm nhiều thứ khác rất là hay. Chia sẻ với mọi người một tí về việc cái vụ mà Aurelien White Knees làm tôi vui cỡ nào á, là tại vì trước đó đó là xem những clip của Aurelien á, là mình nhìn cái phong cách trượt của ảnh á, là mình thấy ngay là Adnis liền rồi. Tại vì Adnis là mình đó giờ mình thấy, trước đó là Adnis chúng ta thấy được những cái pro skater mà họ trượt rất là căng, kiểu bay nhảy rất là những cái bậc mầm á, như là Ryan Shuckler với Chris Justin Jocelyn là đó. chuẩn đấy. Điền Điền nói tôi mới nhận ra, kiểu tôi biết là nói như thế nhưng mà tôi kiểu không nhận ra ấy. Thì Aurelien á, ảnh trượt cái style y hệt Chris Jocelyn với lại Ryan Shuckler, nhưng mà điên hơn. Tách hơn. Đúng rồi. Chung Căng có đét luôn ý. căng căng hơn nhiều. chung cũng có cái điểm khác biệt đấy, nhưng mà gần như những cái người trượt cho Annie họ có một cái đặc điểm chung đấy là đóng mắc rất căng. Đúng rồi, đúng rồi. Điên Và một cái điểm nữa nhá, là nếu mà mọi người để ý là kiểu ba người mình vừa nhắc tên ấy, còn Điền nhắc làm tên gì ấy, là Aurelien Girard này, Chris Jocelyn với Ryan Sackler ấy, họ đều trượt cho Plan B, và gần như anh em Plan B cũng trượt cho Annie luôn, điểm kiểu chung, hai điểm chung. điểm chung với kiểu hai công ty họ họ có những cái skater chung, họ cũng sẽ dễ làm việc với nhau hơn đấy, họ cũng dễ kiểu quảng bá hình ảnh hơn đấy. Đúng rồi. Không biết không biết phải trùng hợp hay không á, mà cái style của ba người nó y hệt nhau cả. Chuẩn, chuẩn. Gần gần nhau nhỉ. Nó sát lắm, nó nhìn nhìn là thấy kiểu có những, đúng rồi đó, đó là điển hình của cái ví dụ là tại sao là mình nhìn vào skater là mình sẽ đoán được là họ chơi cho hãng gì. Len cứ kiểu bầm 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 ấy. Đùng ấy. Đó cho nên nó làm tôi rất là vui luôn đó, khi mà thấy Aurelien và Ednis cả. Đỉnh vãi. Thôi tôi rất thích thật ra cái việc mà Zion sang Van, kiểu tôi Điền nói tôi cũng mới để ý ấy, kiểu là khi mà Nike thông báo như vậy thì anh hai người ấy rời ra, thì tôi thấy kiểu tôi biết cái thông tin đấy nhưng mà tôi không không để ý quá ấy. Thì kiểu để ý thì mới thấy là cũng sâu xa. Zion thì đỉnh rồi, Zion trượt đều Trực đời lắm. căng luôn ấy. Mà Zion về về Vans cũng khá là hợp ấy, tại vì anh ấy trượt cả bow, anh trượt Đấy, cả trượt sweep. Rất là đều hợp. đều ấy, hay vãi, hay 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 quá hay. Rồi như Andrew Reynolds cũng cũng qua Vans luôn rồi. Andrew thì rời Fowler, rời gì nhỉ, quên, America. America. ngôi America. Nó khá là lạ khi mà thấy Andrew Reynolds không còn mang giày America, tại vì ảnh có giày pro model bên 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 hãng đó. Kiểu bên nước ngoài các bạn ấy khá là kiểu nhìn Andrew Reynolds gắn liền với America ấy, tại vì những cái video card mà Andrew Reynolds ra mắt và những cái video kiểu đáng nhớ nhất từ Andrew Reynolds là kiểu xuất hiện từ trong cái video của America. Cái sự trùng hợp là cái giày trượt đầu tiên của tôi cũng là đôi Mercarino. Oh shit. Đôi má đôi chiều đầu tiên mà nhiều promo đồ là hơi bị đỉnh á.
Kiểu đấy, đôi trượt, đôi giày trượt hẳn hoi đầu tiên, còn tất nhiên Ờ. thấy tôi vẫn trượt giày Converse, xong rồi rách đét Ừ. xước chân thứ. Cái thời gian mà tôi bắt đầu trượt cơ là khó kiếm giày pro mỗi độ lắm. Ừ, công nhận cái đợt, cái năm mấy cái năm mà 23, 24, 25 thì mấy cái hãng như kiểu Adnis này, America này, gì nữa Get nhỉ? S, yes. Globe này, S này, mấy hãng đấy kiểu vẫn nổi ấy, kiểu hay. Ừ. Thật ra giày Adnis cũng rất đẹp, hồi trước tôi mấy cái đôi Adnis mà form mà không quá gầy, không kiểu vừa vừa tôi cũng thích. Tôi cũng đã trượt thử rồi, Globe này, Adnis này, America này, trượt rồi. Thích thích. Mỗi độ sau này em đi làm hơi cứng nên tôi không, có thể là mấy đôi tôi chưa thử hơi cứng nên tôi chưa chưa quen. kiểu nó Mà cứng hơn tại vì cái độ bền này. chắc là sau này sẽ thử lại. True, thì Adidas sẽ bền kinh khủng. Ừ thật, biển điên luôn, thấy cái đế ghi là đế cao su của hãng lốp Michelin mà vãi chưởng. Yeah. Điên Không vãi. mò được luôn. Rip Có một cái chuyện vui á là tôi mua nhầm đôi Adnis thế này, là Adnis Marana đó, là Marina Michelin đó, là họ có hai loại, đó là cái loại dành cho skater, là cái loại bình thường là bằng da lộn á, và có một cái loại đó, gọi là crank, là dành cho chơi BMX, và những cái đôi giày đó nó cứng hơn rất rất là nhiều, nó bền hơn cũng rất rất là nhiều nữa, và đặc biệt nó chống thấm nước nữa. Cái vải nó như là kiểu vải, không phải vải da nữa ba, mà kiểu như là vải nhựa luôn á, nó như là nguyên cục nhựa luôn á, à, và cái nylon nylon, và cái đế nó còn cứng hơn nhiều, nó không hề có một cái độ dẻo nào luôn. vãi. Nghe có vẻ hơi Tôi đã mua nhầm chúng đôi đó và tôi đã trượt cái đôi đó, hắt. và kiểu lần đầu tiên mang vô đó là holy shit, kiểu cái đế giày nó không hề uốn theo cái ván mình luôn á. Vãi. Nó kiểu hai cái đế giày là nó nằm gọn trên cái thành bắc ngang qua cái ván thôi, nó không hề uốn xuống nằm theo cái độ cong của ván luôn. Vãi trưởng. Đó là mà kiểu lúc đó tôi đã mua nó và tôi mang nó được 3 tháng rồi, giờ tự nhiên không có trượt nó thì lại ổn quá. Giày đi daily rồi. Có một cái đôi giày rất là nổi trong cái thời gian Vũ mới bắt đầu trượt đấy. Vũ có thể chia sẻ về đôi này không? Đôi này của Nike gợi ý. Nike à? Tôi biết là sau cái đợt tôi trượt một thời gian ngắn thì có đôi Stephen Janowski, đôi đấy thì rất rất là nổi, cái đợt đấy Yeah, iconic kinh khủng khiếp luôn đấy, nổi kiểu kinh luôn, đến kiểu rồi. anh em trượt nhá, kiểu lấy ra trượt hoặc là lấy ra để đi bành bành nhé, kiểu chiêu chiêu ấy. Yeah. Đôi đẹp thật, nhưng mà đợt đấy rất trend cái đôi đấy. Thật ra tôi cũng đã từng có một đôi để tôi trượt thử và tôi cũng không thích lắm, sau đôi đấy tôi cũng chẳng mua thêm. Đôi này khá là slim. Slim, nó hợp với ai chơi Vans. Tôi không quen lắm, nhưng mà chắc tại tôi chơi Vans, mấy cái đôi Vans kiểu vừa vừa như là old school các thứ ấy thì chắc là phù hợp hơn. Tại vì thật, cái đợt đó là vòng qua vòng lại cũng có mấy đôi giày nổi tiếng như là Nike Chinaski, rồi Adidas Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. rồi America Wino hay Vino Wino ta. Vino G6. Nó vòng qua vòng lại những đôi đó rất là nhiều trên thị trường. Đúng rồi. Thật đấy trend. Thật đấy còn có cả một đống mấy cái đôi đấy Việt Nam xuất khẩu mà. Mua Toàn kiểu rẻ. toàn xưởng Việt Nam mà. Đây. Cái này thật ra không nên nói cho lắm đâu, tại vì Biết. bí mật à? Bí mật. Thật ra ba anh em mình đều biết cái nguồn gốc của đôi giày nó nằm ở đâu ra, và mình cũng đồng thời mình cũng biết một phần nào đó để mà kiểu mua được cái đôi này nữa. Lô hoàng sĩ. Hoàng đợt đấy mấy đôi đấy nổi, Nổi nổi. nhưng mà ở cái đợt đấy thì Nike vẫn còn tôi nghĩ là khá là mới ở Việt Nam, thế nên là mọi người vẫn trượt mấy cái hãng những hãng chuẩn như có Vans này, Adidas này, Globe này, DC này, DC DC nữa. Mà bây giờ kiểu cũng khá là hay khi mà chúng ta thấy cái những hãng Việt Nam bắt đầu làm vậy. nữa. Rinnovan, Xavier Đúng rồi. thì rồi gần đây thì có BTS. Đúng rồi, chuẩn. Có BTS này, có hãng Việt Nam, có cả hãng gì nhỉ? Ananas. Ananas này. Ananas cũng đang dần tiến vô.
hy vọng trong kiểu tương lai thì cũng sẽ có những cái hãng giày ở Việt Nam làm được giày trượt ấy. Ví dụ như theo tôi thấy thì kiểu hiện tại có Ananas với Bitit là hai hãng có tiềm năng nhất. Kiểu họ có Quên đưa ở quên ông Raven nữa, có cả Raven nữa. Nhưng mà Raven nữa đỉnh. Raven cũng ra đỉnh, nhưng mà kiểu Raven thì tôi thấy là kiểu hãng đấy low key hơn một chút ấy. Kiểu tôi đang muốn nói về những cái hãng họ họ hướng đến cái đối tượng kiểu số đông nhiều hơn. Thì hiện tại ví dụ như Bitit với Ananas là họ đang làm giày cho gần như là số đông, chứ họ không làm giày trượt. Nhưng mà ý Rồi. tôi muốn nói đấy là kiểu Revan chắc chắn là làm giày trượt rồi nhá, nhưng mà kiểu hai hãng Bitit về Ananas ấy, tôi nghĩ là trong tương lai họ sẽ làm giày trượt. Kiểu làm tại vì tôi thấy là kiểu họ có tiềm năng để họ kiểu đầu tư vào việc phát triển giày trượt đấy. Thật ra thì có cái hãng mà có dạng Adidas là họ đang dần dần kiểu Chuyển chuyển sang chuyển qua cái không phải hơi chuyển đâu mà kiểu là một cái nhánh qua cái hướng là làm giày cho skater mình. mình Và có một đường phố. cũng bữa vừa rồi đang cũng mới gửi cho tôi cái hình đó là Adidas họ đang làm một cái skate park bí mật. Tôi cũng có thấy cái ảnh đấy rồi. Cái ram Cái ram mình anh em mình sẽ đợi thôi, kiểu hy vọng Anna sẽ làm cái sân trượt ở Sài Gòn, tại vì cái tình hình của sân trượt bên Sài Gòn bây giờ đang thiếu. Mà kiểu càng lúc thì lại càng đang không muốn nó là mất sân đâu mà kiểu đang bị hẹp lại cái khoảng sân được chơi, cái khoảng trống được chơi. Tại vì chắc là bên Sài Gòn, kể cả ở Hà Nội thế thôi, kiểu toàn trên cả nước ấy, cái phong trào trượt đang đi lên và ngày càng nhiều người trượt hơn ấy, nên là cái việc có sân thì mọi người đến mọi người trượt nhau thì chắc chắn sân ngày càng sẽ đông lên, và cái việc cần nhiều sân hơn nữa thì tôi nghĩ đến một cái các bên như kiểu Anas họ đang quan tâm đến, và cái điều đấy rất là hay. Kiểu ông có thể chia sẻ về một số cái kiểu ông đi nhiều sân rồi mà, như kiểu cái đợt DCK mà, thì đối với ông thì đây câu hỏi đi, đối với ông thì cái ông nghĩ quan trọng nhất khi mà mình có sân trượt ở đây là gì? Quan trọng sân trượt. Câu này thực ra cũng rất là, tôi nghĩ câu này hơi khó trả lời nhưng mà tôi sẽ nói đến cái ý là sân trượt để phát triển mọi người, để mọi người dễ trượt đi nha, để nói cho mọi người dễ trượt. Ví dụ như ở cộng đồng Việt Nam ấy thì tôi hy vọng là sẽ có một cái sân nào đó nó street và nó hơi có một chút kiểu transition, như kiểu là mấy cái vert nhỏ, mấy cái ramp nhỏ này, mấy cái ramp nhỏ, mấy cái dốc nhỏ nhỏ để mọi người làm quen dần dần ấy. Đấy thì tôi hy vọng là trong tương lai gần sẽ có một cái sân như thế để mọi người tập phát triển đều hơn. Tại vì theo theo tôi thấy là có một cái sân mà kiểu tất cả mọi người đều trượt được thì nó sẽ rất là hay. Đúng rồi, thì đấy rất là hay. Vì cộng đồng ở đây thì vẫn đang, theo tôi thấy thì vẫn đang trượt flat rất là nhiều. Thì tôi cũng hy vọng là mọi người, hy vọng là có cái cơ hội đấy để mọi người dễ tập hơn, tập được đủ đủ các địa hình ấy. Đấy, hy vọng như thế. Tôi thì cá nhân tôi đã may mắn đã có cơ hội đi rất nhiều nơi, thì trượt rất nhiều skate park. Ở bên Mỹ thì không không phải là kiểu skate park nào cũng sẽ đẹp ấy. Ở những cái thành phố lớn thì skate park nó rất rất đẹp, tại vì là cái cộng đồng nó phát triển mạnh. Mà nó là đầu tư. Đúng không? Thì nguồn nguồn mấy cái nguồn kinh phí cho cộng đồng nó cao ấy thì mọi thứ sẽ luôn luôn kiểu luôn luôn được cập nhật ấy. Còn ở các cái thành phố mà nó nhỏ nhỏ ấy thì tất nhiên sẽ không được kiểu phát triển bằng, thì luôn luôn sẽ có những cái park nó rất là buồn cười. Nó sẽ bị kiểu lệch lạc về, có những người có thể là những người không hiểu rõ về chuyện toán họ xây cái park chẳng hạn. Đấy, nên là có nhiều park rất là buồn cười. Xem video YouTube thấy nhiều lắm. Kiểu buồn cười cực kỳ ấy, buồn cười cực kỳ ấy, kiểu nhiều cái park mà kiểu kiểu đi vào lòng đất luôn ấy. Đi vào lòng đất luôn mà. Quay Kiểu 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 đơn giản như là vừa drop phát là có cái flat bar ngay dưới ấy. tôi nghe một số cái câu chuyện của anh em trượt ở bên nước ngoài ấy. Mấy anh em hỏi là có những skate park nó rất là tệ ấy. Và nhờ những cái skate park tệ đấy mà có những người họ trượt những cái sân đấy và họ trượt giỏi hơn, tại vì cái sân nó Đúng quá tệ. đúng. Kiểu anh em thực sự giỏi hơn. Cái ví dụ ấy rất 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 hay. Đúng rồi, ở bên này cũng có rất nhiều người như thế. Ở Việt Nam thì tôi thấy là như trong Sài Gòn nhá, kiểu anh Cú Tí là một cái ví dụ rất rất đặc biệt, rất là nổi trội.
kiểu tôi luôn biết được là trong trong thành thành phố Hồ Chí Minh thì không, Sài Gòn không có nhiều cái chỗ trượt như Hà Nội đấy, và sàn thì ở Hà Nội có nhiều spot sàn sẽ đẹp hơn nhiều trong Sài Gòn. Mà anh cũng tí, tôi nghĩ là do anh cũng tí trượt trượt ở những cái địa hình nó không được đẹp nhiều, mà anh vẫn vẫn cố gắng để trượt tốt, nhưng mà đến thế nên là bây giờ anh kiểu siêu siêu chắc ấy, siêu siêu Chú, chắc. Yeah, như kiểu công viên gì nhỉ, công viên gì ở gần Sài Gòn Sketch Shop ấy nhỉ, 2 3 9. ở 2 3 9 thì tôi nhớ tôi đến đấy tôi trượt một lần, một hai lần gì đấy. Wow, tôi thấy ông luôn ở đấy kiểu toàn nhựa đường ấy, ngã đấy phát là vãi trưởng luôn, mài thịt từng đường luôn. Nhưng mà tại vì cái đó là làm đường nhựa nhưng mà họ chưa có lăn láng ra hết cỡ đó, nó vẫn còn rất là gai 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 gai. Sạm ấy, sạm sạm ấy. À, tôi khi mà tôi đến đây tôi thấy anh Cụ Tí với mọi người trong Sài Gòn trượt, tôi thấy kiểu ôi, mọi người kiểu đỉnh thật, đỉnh thật, mọi người mới đang là một trượt còn căng nữa. Ở Sài Gòn cũng có những anh em ở bên công viên, là công viên Gia Định đó, là họ chơi trên cái sàn gạch mà kiểu gạch vỉa hè đi bộ, Cánh hoa đúng là không? ở mà gạch vàng hoa đó, cứ đi lên nó sẽ kiểu cạch 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 đó đó, Kinh khủng khiếp. mà mấy ảnh vẫn còn kiểu làm trước trên rail, vẫn bay kích cơ bình thường cả, và mấy ảnh đi rất là nhanh, mấy ảnh Giỏi thật, đỉnh đỉnh, cái respect càng đét. Cho nên có một đợt mà mấy anh em Gia Định qua bên Crescent Mall chơi là mới ai ai cũng bay, ai cũng bay hết á, đúng đúng nghĩa là bay mọi nơi luôn á. Như chim luôn. Superman. Flying. Đỉnh đỉnh đỉnh. Nói chung tôi thấy rất rất kiểu hay với những người như thế, người kiểu cố gắng các thứ, trượt những cái địa hình khó. Respect về những anh em này. Full respect Thì nó chỉ là cái vấn đề là kiểu bước ra khỏi vùng an toàn của mình thôi, và mình an toàn quá mình cũng không phát triển được đó, thì phải phải cái kiểu như là thách thức bản thân một tí. luôn. Cái môn này nó nhiều khi nó thúc đẩy mình kiểu để mình làm những cái thứ nó kiểu có thể khiến mình sợ ấy, nhưng mà khi mình làm được rồi thì mình sẽ đối mặt được. Đúng không? Jump drop Out the drop in. Drop in là bước đầu tiên. box. Chuẩn chuẩn. Nhớ, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi drop RAM. Hôm sau là như kiểu là bị ai đánh luôn, bị đánh hội đồng luôn. Wow. Thề luôn, thốn cực ngủ dậy phát nhiều là hôm qua bị đánh hội đồng luôn. Ê ẩm hết người luôn, thề. Đau cực. Nhưng mà sau cú đấy thì kiểu rất là thích. Nên là tôi rất thích RAM ấy. Như có mọi hôm bữa tôi có nói với Đan á, là kiểu học dropping á là rất là sợ đó, nhưng mà một khi mình nó land được á là mình sẽ land luôn. Ừ thật, không bao giờ mất. Mình land một lần thôi là những lần sau mình không thể nào mình té được. Chuẩn chuẩn. Cái đấy là cái mà tôi cũng luôn kiểu, khi mà tôi dạy lớp trượt ván ở ngoài này ấy, các bạn học RAM tôi vẫn luôn nói cái đấy, tại vì nó rất là quan trọng ấy. Kiểu các bạn biết được là thề luôn, một khi mà lên là có mãi mãi luôn, không bao giờ mất. Mà không té được nổi. Mà cái RAM ở ngoài Hà Nội khác có vẻ khá là cao. Ừ, khá cao, Cao. cũng không Cao không đúng không? không bị không bị thẳng quá, nên là Không, chỉ nhìn cũng đã, nhìn mới chị đã. hy vọng là khi nào mà Điền ra Hà Nội thì Điền trượt, thì có gì là tôi xin lại tôi xem. Tôi cũng muốn chơi cái đó lắm luôn á, nhưng mà À để với có cả gì. chia chia sẻ thêm thì về skatepark thì sắp tới, nếu mà sắp tới thì hình như là anh Linh Đỗ và một vài anh Linh Đỗ và một người vài người nữa, vài anh em nữa sẽ thì xây xây thêm một vài những cái đồ là lò, những cái đồ nhỏ ở công việc ở cái park Bách Thảo ấy, thì nếu mà anh em nào có thời gian thì cứ chủ động nhắn tin cho anh Linh hoặc là mấy anh em bên Freakers để hỏi. Mong là hình như là chắc phải hết dịch đấy, hết dịch thì như tôi được biết thì là sẽ xây một cái box với cả một cái mini RAM. Oh shit, ok. Nếu như xây, nếu như cứ xây mini ram là tôi sẽ không ngần ngại tốn 4 triệu để mà ra đó đó. Ra đó thì về Ok. tôi đang tôi nhá, tôi nghĩ là hy vọng là mọi người nghe được thông tin này, và nếu mà ai có hứng thú thì cứ trực tiếp liên lạc với chắc là Lover Skate Shop và với cả Freaker, để hỏi thêm kỹ hơn, tại vì gần đây tôi cũng có hơi bận nên là tôi cũng chưa cập nhật thêm về cái đấy, nhưng mà cảm ơn nếu mà anh em nào hứng thú. Đợt này thì Vũ cho các bạn chưa biết là các bạn Vũ quay lại bên Mỹ để học nốt cái chương trình đại học của mình. Thế nên là
Sẽ có một chút gián đoạn về mấy cái tổ chức tôi làm ở Việt Nam, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể. Yeah. Ông ở bang nào nhỉ? Tôi là ở Oregon đúng Điền chuẩn bị không hỏi là ông ở West Coast hay là East ạ? Oregon, xứ Oregon, Oregon là xứ tôi đã nhớ coi. Oregon có phải là West Coast không ta? Đúng, từ Let đúng rồi 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 West Coast đúng West không? đúng Thường nghĩ đến Oregon là sẽ nghĩ đến Portland. đúng rồi Portland đúng rồi Portland này, nhưng mà Portland lại không có park đẹp như ở Eugene, Oh shit, không có Oregon. Kiểu có park nhưng mà nó sẽ không được xịn đẹp như kiểu ở Eugene ấy. ok. Tôi thì lại ở giữa hai cái đấy nên là hiện tại thì cái park gần nhà tôi nó hơi raw. Tôi đã cố gắng làm quen. Hy vọng là sẽ cập nhật mấy cái footage sớm nhất cho mọi người. Đấy, tôi cũng mới chỉ đi lên quanh đây thôi, còn cái park mà để mà tôi nghĩ là để mà tôi quen nhất thì nó cũng phải cách tôi đi xe buýt. Đi xe buýt thì chắc phải mất 2 tiếng. Tại vì mà hy vọng sắp tới sẽ có cách nào đó đi đấy nhanh hơn. 2 tiếng nhưng mà đi từ chỗ nhà ông ra cái Hai tiếng là đi xe buýt, còn đi ô tô thì nửa tiếng ok. hy vọng nha. Có vẻ ở bên đấy kiểu cái việc đi đến cái sân trượt nó cũng khó hơn so với ở đây. Kiểu mọi người, thật tôi nghĩ là mọi người mọi tại vì ở đây rộng ấy, nên là mọi thứ đều nó sẽ hơi xa ấy, nên là sẽ số đông sẽ xa nhau, nhưng mà hy vọng là sẽ sau này sẽ có cách để ra đấy gần hơn. Với cả tôi nhớ có một buổi tôi trượt đấy, tôi cũng trượt ở các bác ở gần nhà một một lần rồi. Với cả mọi người ở bên này tôi nghĩ là họ rất kiểu gọi là gì nhỉ, hứng thú hay là rất là impress, kiểu ngạc nhiên khi mà những người mà trượt street nhiều ấy, tại vì bên đấy trượt park nhiều. À đúng rồi, chưa chưa. Đúng rồi, thế nên là những người trượt street nhiều mà họ kiểu ví dụ như kiểu mà ông biết đấy, kiểu ở ở mình thì mình hay đá flat ground mà anh em hay đá trích cao ấy, ở đây thì họ tôi nghĩ họ trượt transition các thứ, trượt ram nhiều các thứ, với cả trượt mấy cái đồ trong park nhiều, nên là họ sẽ ít tập mấy cái flat ground trick ấy. Nhiều khi mà tôi chỉ tôi đá heel flip các thứ họ cũng kiểu thấy cao ấy. Cho dù với mình là bình thường ấy, kiểu như mà họ cũng rất là thấy kiểu mình thú vị, mình trượt street nhiều đấy. Nên nhiều người cái buổi đầu tiên tôi trượt thì tôi cũng có gặp vài người cũng khá là vui, kiểu mấy người từ California lên, mấy người từ các bang gần gần đấy, kiểu họ cũng thấy cái cách tôi trượt thú vị ấy. Thì tôi cũng ngạc nhiên, tại vì tôi cũng không nghĩ cái chuyện đấy. Và họ chia sẻ, họ bảo là kiểu sau sau khi họ chia sẻ tôi nghĩ là kiểu chắc là kiểu bên này trượt park nhiều ấy, thường là mấy ông kiểu am các thứ thì hay dành thời gian trượt street nhiều hơn, nên là khi mà họ thấy một người trượt như thế thì họ sẽ kiểu thấy khác biệt đấy. Tại vì cái part nó gắn liền với lại skater kiểu từ lúc mà họ bắt đầu trượt cái đánh dài về sau luôn nên họ sẽ quen với lại cái scene đó đó. Đúng rồi, và rất ít người ở cái park đấy trượt như kiểu street, đi cả là như thế nào là họ hay tập trung mà chơi flat boy với cả box đấy, với cả flat ground tricks đấy, và ít chơi transition. Thì ở đấy transition có những cái trick mình thấy rất là khó, ví dụ như Điền biết như kiểu là blunt fakie ở trên mấy cái ram ấy, mình thấy là khó đúng không, nhưng mà ở bên đấy là cái đấy là cơm bữa kiểu ai cũng làm ấy, Chu chu mấy nhóc đó bắt đầu đã học và là nó làm cái đó không, tôi cũng ngạc nhiên nữa. kiểu 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 mình thấy mấy người làm mình kiểu uầy vãi kiểu căng ấy, nhưng mà mình kiểu chỉ cần làm backside hill bình thường thôi hay là làm cái gì nose grind ở box thôi là họ cũng thấy có căng đét Hơi rồi. hơi ngạc nhiên. Họ nhiên ấy, họ thấy kiểu ôi hay ấy, cái thằng này kiểu không trượt transition tốt mà nó lại trượt cái này tốt ấy, họ kiểu kiểu Họ đấy. thấy một cái điểm kiểu đặc biệt từ phía ông, từ phía điểm trượt của ông ấy. Rồi đấy, kiểu khá là buồn cười, khá là thú vị nữa. Thế trượt nó đa dạng mà, đúng không? Đấy đúng rồi, trượt đa dạng. Đó thì đúng rồi, đó là cái Cái này này ý ý này này tôi tôi cũng cũng mới muốn nói nói với với Đan Đan là là đó đó là là kiểu kiểu cái cái sân sân trượt, trượt, cái cái môi môi trường trường nó nó sẽ sẽ ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến cái cái style style trượt trượt của của mỗi mỗi người người ấy. ấy. Đúng Kiểu rồi. như tập trước đó là có nói về cái vụ là East Coast hay West Coast á, kiểu ở bên bờ biển phía Tây á, là nó sân nó láng hơn, nó rộng hơn nên mọi người trượt cái kiểu như là chill thoải mái hơn một tí.
Còn bên phía đông á, là như kiểu New York á, mọi thứ rất là chật hẹp, nó gồ ghề, cho nên mọi người trượt rất là căng, rất là raw. Chuẩn 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 đấy. Mỗi mỗi một thành phố ấy có một cái kiểu người trượt khác nhau, ví dụ như kiểu là cái Oregon với cả cái bang gần cạnh đấy, Washington State ấy, thì mọi người có xu hướng trượt kiểu đều 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 ấy, không như ở California. Hay là California thì mọi người trượt bớt các thứ căng đét ấy. True, true. Ừ, trượt căng đét, căng đét luôn ấy. Còn New York thì các thứ thì hay trượt street đấy, New York các thứ hay trượt street. Còn khác thì chắc là dành họ chủ yếu trượt ở park các thứ. Đúng kiểu một cái môi trường nó kiểu nó giúp mình hình thành cái style trượt của mình ấy. Đúng rồi. Và kiểu ở Việt Nam có một cái điểm tôi thấy khá là mạnh từ cái xu hướng trượt ở đây là mọi người trượt flat rất tốt. Và trượt Ừ. flat là một cái nền tảng để kiểu mọi người đưa những cái trick flat lên những cái địa hình khác nhau ấy. Đặc biệt là về sau Yeah, mình có những cái sân trượt nó kiểu nó đặc trưng, nó kiểu nó xịn hơn ấy, có nhiều địa hình hơn ấy. đúng rồi. Thì mọi người sẽ Đúng rồi. trượt tốt ở cái sân thôi. Kiểu, kiểu cái đấy cũng là cái điểm hay, nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ hy vọng là sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mọi người và mọi người phát triển đều hơn. Kiểu về sau Việt Nam làm mấy cái mega ram mời Còn, mấy anh em ui, đến trượt. mày thì đét luôn. Tại tôi thấy là cái việc mà làm quen với RAM nó sẽ dễ dàng hơn là cái việc làm quen với lại kiểu đa dạng cái background check. Đúng đấy, đúng, thật ra là đúng đấy. Đúng rồi. Nó chỉ là nó do sợ thôi, vì những cái RAM nó to, nó dốc vậy mình rất là sợ, nhưng mà khi mình đã quen rồi đó là cao cỡ mấy là mình vẫn chơi được. Nếu mà chơi từ bắt đầu ấy thì từ lúc mới trượt, tôi nghĩ tôi thấy như bên này kiểu tiếp cận RAM từ khi mới đầu thì rất dễ. True, Đúng rồi, thì kiểu rất dễ, nhưng mà mình kiểu như tôi này, tôi với ông hay là mọi người ấy, thì tất nhiên là số đông là sẽ bắt đầu trượt là street đầu tiên rồi, nên là khi mà true. vào tiếp trượt một thời gian rồi, đang quen street rồi, xong rồi mới bắt đầu tiếp cận cái RAM, nó sẽ bị cái gì đó nó không quen ấy, Nó nó kiểu bị hơi sợ ấy. gượng ấy. Nó gượng lắm luôn. Nên là hy vọng là tương lai thì sẽ có nhiều cái địa hình cho mọi người làm quen nhiều nhiều kiểu trượt khác nhau. Cho nên đó là tại sao tôi muốn mọi người chơi RAM á, là tại vì mọi người đã biết làm trick cho background, mọi người rất là khủng mình trick background đó rồi, mà mọi người những người đó mà kiểu làm quen với RAM á mà là sẽ làm được những trick đó trên RAM, tức là một cái chắc chắn luôn. Điền đét luôn, chắc chắn. Giống như Ryder Khanh đi, ảnh làm Dolphin Flip rất là chắc. Ryder Khanh mà có cái RAM ở Hạ Long đi ha, Chuẩn chuẩn. anh tập RAM quen rồi đó, là anh sẽ làm Dolphin Flip trên RAM ease luôn, không không một vấn đề gì đâu. Thế Điên luôn đấy. điên luôn. Điên á. Ừ. Đúng. Shout out, nhắc đến pub thì có một cái hay nữa là kiểu như có thể mọi người thấy thì gần đây kiểu ở Nhật, skater ở Nhật đang lên, trình độ của họ đang lên rất là nhanh. Đúng rồi. Thì theo những gì tôi để ý thì tôi thấy ở ở Nhật ấy, park của họ kiểu có những cái park tôi nhìn thấy nó mấy cái đồ rất là gần nhau ấy. Kiểu tôi nghĩ là như vậy thì làm cái kiểu kiểm soát của họ sẽ tốt hơn ấy, tại vì chân họ luôn luôn phải nhanh ấy. Phản ứng phải nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Cũng như là đấy một phần luyện tại sao chân họ là kiểu cái phong cách của họ, của bên Nhật trượt họ họ, họ khá là đều ấy. Ông hai ông cũng biết đúng không? Đấy kiểu Có. Yuto hay là mấy kể cả mấy người nữa luôn, trượt kiểu ông nhìn thấy flat ground cũng căng nhá, ram cũng căng nhá, Chuyển vớt cũng tech căng. các tech vớt cũng căng, các thứ technical trick ở trên ledge box cũng căng nhá, dị vãi. Kiểu rất ở bên này rất ít cái kiểu đấy ấy. Kiểu ông đã thấy kiểu có mấy người kiểu trick trên box tech dead mà lại còn trên ram lại còn 360 các thứ là thì điên vãi. Thì nó vẫn quay lại cái chủ đề đấy là kiểu cái môi trường trượt nó quyết định cái style trượt Đúng của mình rồi. mà. Đúng Thì rồi. như kiểu bên Nhật tôi thấy là hiện tại tôi nghiên cứu thì bên Nhật cái trào lưu trượt vớt của Nhật khá là mạnh, chỉ ở sau Mỹ với cả trào Brazil thôi. Mấy cái, Đúng rồi. tại vì bên Ừ, Nhật họ rất là quy củ theo kiểu là họ muốn trượt những cái nền tảng ấy, và họ đúng muốn rồi. đẩy mạnh những cái phong trào trượt tất cả địa hình luôn. Thế nên là có rất nhiều sân sân trượt trong trong nhà và họ làm vớt trong đấy kiểu để họ luyện thôi. Đúng Và rồi. kiểu nói chung tôi thấy kiểu nếu mà được thì mọi người nên nghiên cứu kiểu tại sao Nhật họ tiếp nhận những cái văn hóa khác ấy, và sau đấy họ làm cái các văn hóa đấy thành của họ luôn. Thì cũng Đúng như rồi. trượt thôi, trượt họ học học từ Mỹ mà, xong bây giờ Đúng rồi. Nhật có một cái style trượt nó rất là đặc trưng so với các nước khác, Rất mà hay, Nhật cái đang rất là Nhật phát rất triển.
Ý kiến đấy rất hay, tôi cũng định nhắc cái ý kiến đấy là kiểu Nhật, nước Nhật rất là hay, họ tiếp nhận nhiều văn hóa khác nhau và họ tiếp nhận, họ học hỏi và sau đó họ làm cái riêng. Họ biến cái văn hóa đấy thành của họ ấy. Ừ, kiểu Nhật hóa lại cái văn hóa đấy. Họ học rất nhiều văn hóa, Nhật học rất nhiều văn hóa từ Mỹ, kiểu Nhật kiểu học trượt bâu các thứ cũng là từ Mỹ và họ tự phát triển riêng cái hướng của họ luôn, rất đỉnh. Nhóc Nhật kêu Ui. cỡ 9 đến 13 tuổi là chưa ác lắm. Ừ, không phải nói luôn. Bên đấy họ cũng có nhiều mấy cái park cho kiểu cho trẻ con tập ấy. Tôi để ý ấy, cũng có mấy cái handrail, kiểu handrail xuống bể xốp ấy để cho bọn trẻ con tập nó đỡ sợ ấy. Cái đấy đỉnh vãi, kiểu đỉnh vãi trường. Và kiểu năm nay Nhật giành rất nhiều huy chương tại Olympic ấy, thì tôi Yeah. nghĩ đây cũng là một cái cơ hội phát triển cho cộng đồng trượt ở Nhật. Đúng rồi. Thì nhắc Cơ nhắc đến thì nhắc đến cái này cũng kiểu nhắc lại cái việc là cái đợt 2019 kiểu ông có cơ hội được tham gia SEA Games ấy. Tôi nghĩ cái đợt hội. đấy nhờ anh Linh xong rồi nhờ mọi người thì cái hình ảnh của Ừ. trượt ván tại Việt Nam cũng được nâng lên ấy. Cái phong trào nó dần dần nó được kiểu đẩy mạnh ấy. Tại vì nhiều người thấy hay và nhiều người muốn trượt ván hơn ấy. Cái đấy thì phải đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh Linh, kiểu anh Linh đã phải làm rất nhiều thứ bị đơn giản như kiểu là việc đi xin tài trợ hay các thứ, hay là lo về mấy cái giấy tờ các thứ ấy, kiểu một mình anh Linh làm ấy, như là tôi thấy kiểu đỉnh đỉnh vãi đái luôn, thề kiểu đỉnh vãi đái, kiểu cái đấy cũng là một cái bước bước ngoặt rất là lớn cho cái cộng đồng chuyển ván ở Việt Nam ấy. Chắc chắn. Thế nên là tôi luôn luôn kiểu ủng hộ và tôn trọng anh Linh, sẽ luôn cố gắng giúp đỡ và ủng hộ anh Linh. Và nếu mà anh em nào mà muốn kiểu anh em nào mà quan tâm nhiều hoặc là muốn đóng góp thì luôn luôn có thể nhắn trực tiếp cho mọi người, cho những người mà có mà đóng góp nhiều, ví dụ như anh Linh này. Anh Linh chắc chắn anh Linh đóng góp rất nhiều cho cộng đồng dân bản này. Anh Linh này, anh Duy, anh Phong. Đấy. Ngoài ra nếu mà có biết ai thêm nữa thì có thể gợi ý cho mọi người. Thêm vào đó nữa thì có chị Danh nữa, thì cũng support cộng đồng trượt nữ rất là nhiều. Kiểu mấy năm nay có rất nhiều bạn nữ trượt thêm à. À đúng rồi, và ngoài ra nữa thì có Shoutout thì sẽ là một thể luôn, có cả Sài Gòn Skate Shop đó. Anh Thái gần đây cũng đang Sài Gòn tìm Skate tìm Shop anh Thái gần đây cũng đang tìm những anh em mà trượt cũng hay á, trượt khá là hay á, nhưng mà ít ít được biết tới hơn. tôi thì tôi luôn luôn kiểu tôi luôn luôn tôn trọng và tôi kiểu rất quý anh Thông anh Thái ấy. Kiểu rất rất quý ấy. Kiểu kiểu nhiều khi nó chỉ là hành động nhỏ nhưng tôi rất rất quý ấy. Kiểu luôn tôi luôn ấn tượng là vì anh Thông anh Thái luôn ủng hộ cộng đồng đấy, với cả còn với tôi thì tôi đã từng trượt cho Sài Gòn Skate Shop này, kể cả khi mà tôi không trượt nữa thì mọi kiểu các anh luôn ủng hộ tôi ấy. Tôi cũng rất rất là quý bên Sài Gòn Skate Shop, tại vì bên đấy là kiểu anh Thông anh Thái ở Sài Gòn đúng không, nhưng mà cảm giác là các anh vẫn muốn support các bạn khác mặc dù các bạn ấy không ở Sài Gòn ấy, các bạn ấy ở Đúng rất rồi. xa nhưng mà các anh vẫn sẽ luôn support nếu mà các bạn ấy kiểu xứng đáng. Hay, rất hay luôn. Kiểu tôi vẫn nhớ mấy lần như kiểu là anh đúng rồi, anh Thông anh Thái cái đợt mà đi đi cái đợt mà thi Red Bull 2019 nữa Điền. Đợt mùa hè mà có cả Nam Bắc vào đấy chơi ấy. Kiểu tôi vẫn nhớ cái đợt đấy, kiểu tôi bị ngã, kiểu tay tôi nó bị kiểu tôi bị chấn thương cổ tay ấy, đau quá nên là tôi phải buộc áo. Có thấy ông bật áo chứ sao? Anh Thái là người đã trực tiếp kiểu tìm kiểu mọi thứ để có thể giúp tôi đỡ đau, mà tôi kiểu ôi tôi kiểu luôn tôi kiểu cảm kích vãi trưởng luôn, kiểu Thái luôn quan tâm đến những anh em của mình. kiểu nó chỉ là mấy cái rất nhỏ thôi nhưng mà tôi vẫn luôn tôi nhớ và tôi ghi nhận đấy. Mà anh Thông anh Thái thì kiểu luôn support và cũng luôn làm ấy, cũng không không kiểu giải thích hay cái gì nhiều ấy, chỉ làm luôn support thôi. Rất hay. Bây giờ riêng riêng tôi cùng anh Thông cũng đang cố gắng phát triển về cái mảng làm video dưới dưới miền Nam. Nice.
À đúng rồi, nói thì quên mất nhân vật quan trọng là anh Nghĩa Long châm ngòi cho việc giải chuyện bóng đá chứ. Kiểu từ Yes. từ năm ngoái đấy, từ năm ngoái anh Nghĩa Long anh bắt đầu ở Sài Gòn từ cái lớp dạy trường Question More, xong rồi Chuẩn sau chuẩn. đấy lại sang cả Hà Nội luôn. Kiểu Chuẩn. tôi với Vũ có cái cơ hội là được kiểu giúp đỡ mọi người ở trong cái lớp đấy, và sau đấy anh Duy Anh bước vào và bên cả bên cổ động nữa, kiểu mọi người bắt đầu đưa tin ấy, thì mọi người ở Hà Nội các bạn đang trượt, các bạn ấy cũng quan tâm đến cái lớp dạy trượt này và các bạn đến với nhau các bạn trượt. Đúng rồi, cảm ơn cổ động nữa vì đã luôn hỗ trợ tất cả mọi người. Cảm ơn anh Thịnh ạ. Anh Thịnh. Xung quanh tôi cũng rất vui vì có nhiều nhiều người luôn sẵn sàng hỗ trợ ấy. Thích vậy. Luôn rất vui. Kiểu cộng Bằng đồng cách trượt nào nữa? ván. Cộng đồng Đấy. trượt ván một cái kiểu nói chung cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam mọi người luôn luôn support nhau, cái điều rất là đáng mừng. Và tôi nhỏ nhưng mà anh em support nhau mãi mãi. Đấy là cái mà tôi cũng luôn chia sẻ khi mà tôi vẫn nhớ cái hôm đầu tiên tôi trượt đấy, tôi cũng mọi người cũng hỏi tôi về cái cộng đồng trượt ván ở Việt Nam và tôi cũng chia sẻ như thế. Thì hy vọng là sắp tới sẽ mạnh hơn. Yeah, kiểu để mọi người cùng nhau giúp Đúng rồi. cái nền trượt Hoặc ván có của Việt thể Nam là đi lên. đúng rồi, hoặc có thể là tự làm một cái riêng nhưng mà sẽ gắn kết mọi người vào để cùng nhau giúp đỡ phát triển. Thật ra những cái Đỉnh. từ những cái nhỏ nhất thôi là cũng mình cũng Đúng rồi. có thể giúp Đúng rồi, kiểu quay video, rồi. làm hướng dẫn gì đó, kiểu bất Đúng cứ thôi là mọi người đều đang đóng góp phát triển cộng đồng này. Đúng rồi, chuẩn. Kiểu cộng đồng sẽ phát triển đi lên từ những cái nhỏ nhất mà. Đúng rồi. Tôi cũng vui là những người mà tôi thân nhất trong cộng đồng trượt ván là những người mà luôn giúp đỡ, kiểu âm thầm giúp đỡ và support mọi người ấy. Hay, rất rất hay. Tôi rất kiểu kính trọng cái đấy. Thì cái điều này là đây cũng là lý do là sao tôi muốn làm cái podcast này, là không chỉ là kiểu để kiểu có dịp để trao đổi với Đan với lại mọi người nữa, mà thì chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhỏ xung quanh cộng đồng mình cũng như là của thế giới để cho mọi người Việt Nam nghe. Để mọi người biết nhiều hơn thôi, kiểu mọi Cho người mọi người nghe biết những cái nhiều câu hơn. chuyện này và mọi người biết là ở Việt Nam đang có một cộng đồng đang phát triển. Rất tuyệt, rất tuyệt. Trên cái Rất là podcast cảm này. ơn Vũ vì đã dành thời gian kiểu để gọi điện chia sẻ với anh em những Không. cái liên quan chủ đề hôm nay. Không có gì đúng không ạ? Tôi luôn sẵn sàng. Rất là vui khi nói chuyện với hai ông. Có gì hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện thêm về nhiều vấn đề khác nhau. Mọi người mọi người cứ muốn là tôi làm sẵn sàng luôn. Thì hy vọng kiểu trong thời gian tới bọn mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để kiểu có những cái tập lên nói chuyện với Vũ hoặc là những cái khách mời khác. Mong mọi người là qua qua podcast này là mọi người sẽ hiểu hơn một chút về việc là tài trợ nó hoạt động như thế nào và kiểu cái cách nó hoạt động ra sao. Kiểu qua podcast này hy vọng mọi người sẽ hiểu thêm về cái việc tài trợ hoạt động như thế nào và những cái câu chuyện xung quanh hãng trượt và làm thế nào để kiểu cái cách tài trợ hoạt động ở trong trượt Nếu mà ván. nếu mà có câu hỏi gì thì các bạn có thể đóng góp thêm, có thể trao đổi thẳng với Điền hoặc là Dan Magazine hoặc là nhắn vào trang Skateboarding Foundation Việt Nam. Nói chung là anh em sẽ luôn luôn có mặt để mà giúp đỡ mọi người và hỗ trợ mọi người hết mức có thể thôi. Và rất là cảm ơn Vũ vì đã dành thời gian để mà tham gia vào cái podcast này cùng tôi với lại Đan. Cảm ơn Đan với Điền đã chuẩn bị những câu hỏi để chia sẻ với mọi người. Và hẹn mọi người ở tập sau. Ok, hẹn mọi người sớm. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Ok, chúc mọi người một ngày tốt lành nhá. Mọi người giữ sức khỏe nha.